tạo công đức chứ không có được cái gì. Có nghĩa là mình hiểu là mình phải biết coi tạo công đức mới về Phật giới. Cái danh từ trong nhà Phật thì nói nó rườm rà, nó lừa vậy thôi. Có nghĩa là diệu giác, có nghĩa là anh phải biết tạo công đức thì mới về. Còn tới đẳng giác là cao nhất. Cao nhất thì đứng đó thôi, muốn về thì phải tạo công đức, gọi là diệu giác. Chính cái diệu giác này tuy nó đơn giản nhưng mà đây là cái công thức tuyệt mật của đạo Phật Thiền Tông, mấy ngàn năm sau mới báo, mới công bố ra. Chứ nếu mà không công bố ra, không ai biết làm sao về Phật giới, ngồi ở trên thế giới này, cái dụng công tưởng này, tưởng kia, tưởng nọ, hoàn toàn không giải thoát được. Vì thế mà quý thầy không ai hiểu, nói là làm này làm kia rồi giải thoát, hoàn toàn không đúng. Thấy không? Mà chỉ Thiền Tông công bố ra rồi nói dần dần hết, thì nó mới đi, nó làm đưa cho cái bài gọi là dẫn về Phật giới luôn. Nếu không có cái bài dẫn về Phật giới này thì hoàn toàn bị lầm. Nó chỉ diệu giác nó là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi. Lý do vì sao người tu theo Thiền Tông thì không cần mời, không mời ông bà và cúng vào 3 ngày Tết à? Bây giờ mình tu Thiền Tông đó, ông Phật đã giải thích rất rõ rồi. Thế giới này, bây giờ thí dụ ông bà mình á, không giải thoát hoặc là không hưởng phước dương, thì một là phải vô dòng tộc để đi luân hồi. Mà bây giờ trong 49 ngày, nếu mà chắc chắn ông bà mình ở lại 49 ngày thì cúng được. Sau 49 ngày thôi, ông đã đi rồi, ông có visa đi rồi, thì bây giờ không có, ở đây không có xài nữa. Vì thế mà Thiền Tông ta giải thích rất rõ ràng, từ ly từng tí. Vì Thiền Tông nó giải thích rất rõ vậy mà mấy ông vật lý ông không thích. Vì người ta lợi dụng cái này để người ta làm tiền, người ta làm cái nghề của người ta mà. Vì thế mà Thiền Tông ra thì người ta không thích là vậy. Nếu mà nói Thiền Tông mà nó rõ rõ hết ra rồi, còn cái gì nữa không? Còn cái gì mà ở thế gian này làm về tâm linh nữa không? Hoàn toàn không. Vì Thiền Tông nó nói trắng ra, thì bây giờ làm sao đây? Thì vì thế mà bắt buộc Thiền Tông âm thầm phổ biến ra, để nó đạt cái đỉnh cao của nó, rồi nó mới bắt đầu nó nói cái chân thật của cái thế giới này. Đó. Rồi câu hỏi tiếp đi. Quyển kinh Nhân Quả Ba Đời có phải do Đức Phật thuyết hay không, và nó có đúng với thế giới vật lý này hay không ạ? Nhân quả ba đời, bây giờ nè, bởi vì cái nhân quả này á, nó nối kiếp với cái nhân quả. Ví dụ ông cha mà bị cái nhân quả này thì cái nghiệp của người con á, phải đi vô à. Trúng với cái này nó mới vô được. Nó phải đi theo cái tuần tự về cái nhân quả. Ví dụ bây giờ con trâu thì phải đẻ ra con trâu, chứ không khi nào đẻ ra con bò được. Vì thế mà người cha mà bị cái nhân quả này, người con phải đi tiếp nối để trả cái này. Nhưng mà người con cũng bị cái nhân quả tương đương thì mới vô tiếp nối được, gọi là nhân quả ba đời. Chứ không phải một người đó chịu ba đời đâu. Mà thí dụ hồi đó là cái ông cha thì đưa làm cái này, thì thằng con phải tiếp nối làm nữa, mà cái nghiệp của nó mà. Rồi thằng cháu cũng vậy nữa. Đó gọi là nhân quả ba đời. Làm một cái quả này, cái quả đó đó, mình không phải nói là cái nhân quả tốt, nhân quả xấu, mà cái nhân quả thì do cái nghiệp. Nói thật ra bây giờ ông cha làm mấy nghề gì hoặc là bị cái gì thì thằng con phải tiếp nối để theo. Cái đó là cái luật của nhân quả. Nhưng mà nếu mà khi Thiền Tông ra đời rồi nó xóa được cái này, Thiền Tông ra đời nếu biết xóa được cái này, Thiền Tông ra đời nhân quả dẹp luôn. Nó thật, hiểu đúng, làm đúng, hành đúng thì nhân quả sẽ mất. Với điều kiện anh phải làm cho đúng, chứ đừng có lợi dụng Thiền Tông mà làm tầm bậy. Lợi dụng đạo Thiền Tông mà làm bậy thì cái nó nặng nề lắm. Nên nhớ một điều, rất nặng nề. Rồi con hỏi thêm.
Người đi vào hầm 10 tỷ năm trước khi họ mất thì có dấu hiệu nào báo trước hay không? Biết tất cả những cái đó là biết hết, nhưng mà người ta không nói. Khi mà Huyền Ký ra đời, Thiền Tông công bố ra thì cái người đó tự nhiên họ biết. Nhưng mà đa số một cái đó, thế gian này mà ta nhìn thấy những cái cảnh tượng nào xấu ta không dám nói, ta không nói cho người sau nghe. Biết hết. Bây giờ tất cả những người mà hiểu Thiền Tông rồi á, thì những cái hiện tượng đã biết. Vì sao? Vì khi mà đã nói rồi, trước khi mình mất 3 ngày ông thần đã báo cho mình biết rồi mình sẽ đi về đâu. Chưa có cái pháp nào mà dám nói cái này, mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới dám nói cái này thôi. Vì sao? Vì nó được công bố bằng pháp luật. Công bố bằng pháp luật chứ không phải Thiền Tông mà công bố bình thường đâu, mà pháp luật cho phép nói. Bây giờ cho phép nói rồi, bây giờ không thể, pháp luật không thể ngăn cản được, bởi vì đây là ông đã cho nói rồi. Còn nếu mà nói không cho nói thì phải có cái văn bản đình chỉ lại thì mới được. Vì thế mà mấy chục năm tôi len lỏi làm cái chuyện này trước sau để công bố cái giáo lý này ra, công bố cái Huyền Ký này ra. Đây đi bằng pháp luật chứ không phải nói bình thường đâu. Nếu bình thường thì chắc chắn là Thiền Tông không công bố được. Rồi con hỏi tiếp đi. Người chưa có yếu chỉ Thiền Tông và bí mật Thiền Tông mà họ hiểu về pháp môn Thiền Tông, nhà của không thờ Phật về theo quy cách của Thiền Tông, vậy có được thần Kim Cang trợ giúp hay không? Không, thần Kim Cang không có giúp ở cái nhà. Mà khi mà cái thần Kim Cang duy nhất là chỉ trợ giúp cái chỗ nào mà Đức Phật chỉ định thì mới trợ giúp thôi. Còn nếu mà tất cả các nơi gọi là thần phước thiện thôi, thấy mình làm đúng, hành đúng, thần phước thiện giúp mình, chứ thần Kim Cang hoàn toàn không đi chỗ khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Mình sử dụng cái tưởng cho đúng thì không bị lừa, không bị lầm. Còn nếu sử dụng cái tưởng mà sai thì sẽ bị lừa. Thì xin bác giải thích chỗ này cho chúng con hiểu. Cái tưởng là mình tưởng đúng là đúng, tưởng sai là sai. Mà đa số con người ta sống ở đây là cái tưởng mà con thêm tưởng nữa. Tưởng tưởng nó sai chỉ tưởng đó. Mấy cái tưởng nó đi ra 84.000 cái sai quấy. Vì thế mà bất cứ người nào tưởng trong thanh tịnh thì đúng. Còn tưởng mà tưởng tượng theo thế giới gian này thì hoàn toàn sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin bác chỉ dẫn công thức tạo công đức để hồi hướng cho người quá cố như thế nào? Cái công đức hồi hướng này nè, nó đúng là nó hạn chế lắm chứ không. Nhưng mà muốn hồi hướng công đức cho người quá cố thì phải hiểu thế này nè. Thứ nhất, tiền bạc phải của người đó để lại nghe không? Con cháu, vợ con cháu gì đó phải nói là cái số tiền này người đó để lại. Giờ tôi làm cái chuyện này tôi hồi hướng công đức cho người đó đó, mà phải là trong sáng nha. Thì dù người đó ở đâu trong tam giới này thì cái công đức nó sẽ chảy vào. Đúng thì nó mới chảy, còn không chảy vào rồi. Vì thế mình tôi nói thí dụ mà người đó ở dưới địa ngục đi, tự nhiên người ta sáng lên, hồi xuống người ta không thấy, nhưng mà có công đức tự nhiên thấy rồi bắt đầu à. Nguyên tắc vật lý, cái địa ngục mà cái người mà sống ở dưới địa ngục mà nó sáng ra thì cái ông thần ông nói thôi mày lên đi, mày đi chỗ khác đi, cái chỗ này không phải của mày, đi chỗ khác, là ông được quyền trở lại đi qua cái thoát, đi cái cõi khác, trở lại làm người đi cõi khác. Nhớ nè, cái người đó mà mất rồi trở lại làm người, sanh ra chết liền để đi đầu thai cái chỗ khác tương đương cái chỗ này. Nếu người đó biết á, khi mà trở lại là người biết mình
mà đúng cái thời gian mà Thiền Tông ra đời thì theo thì bắt đầu nó chuyển được, còn không Thiền Tông không ra đời thì phải đi theo cái quy luật nhân quả cái đó. Có nghĩa là mày ở tù thấp quá và cho mày lên cao chút, có vậy thôi. Nó phải hiểu cái này, hồi hướng phải cho đúng, còn hồi hướng mà không đúng thì đừng làm mất công. Rồi con hỏi tiếp. Mời cô Nguyễn Thúy Minh, 76 tuổi, ở Quảng Ninh lên đọc bài kệ. Có chuyển qua cái khác. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Nam mô giáo chủ. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền Tông Thất Mê Linh chúng con xin kính chào thầy Nguyễn Nhân, soạn giả Thiền Gia, viện chủ chùa Thiền Tông Tiên Diệu. Chúng con xin kính chào tất cả các bạn đồng tu ở đầu cầu truyền hình. Xin được kính chào tất cả các quý vị đang theo dõi buổi truyền hình hôm nay. Thiền Tông Thất Mê Linh hôm nay chúng con xin thầy giải đáp cho chúng con một số câu hỏi được không ạ? Rồi mời con hỏi. Dạ. Câu thứ nhất, trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, nếu người thiện nam thiện nữ ở thời mạt pháp thọ trì đọc tụng kinh này thì được công đức vô lượng. Xin thầy giải thích ý nghĩa lời dạy này và vận dụng cho người tu Thiền Tông thọ trì kinh này có phù hợp không ạ? Đọc lại. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, nếu người thiện nam hay thiện nữ ở thời mạt pháp mà thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức vô lượng. Vậy cái này là không phải ông Phật nói mà do mấy ông sư nói. Ông Phật không nói cái này. Thọ là nhận, trì là giữ, đọc tụng, cái này là do mấy ông tổ nói, không phải là ông Phật. Cái Kinh Kim Cang nó nằm thuộc về Kinh Đại Thừa, Đức Phật không nói cái chuyện này. Mà các tổ về sau, mà đặc biệt là Lục Tổ Huệ Năng có nói lặp lại cái câu này nhiều lần. Có nghĩa là thọ là nhận đi, thấy không? Trì là gìn giữ, đọc là đọc cho hiểu, tụng là nói đi nói lại hoài, thì sẽ được. Thì khi nào mà quyền ký công bố ra thì công đức được vô lượng. Nhớ là công bố quyền ký công đức mới được vô lượng thôi, chứ ông Phật không nói cái này. Nên nhớ trong 12 quyển kinh Đại Thừa hoàn toàn là Đức Phật dạy về vật lý, không dạy về giải thoát. Vì thế mà mười mấy quyển kinh từ Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa thì hoàn toàn là Đức Phật dạy còn luân hồi. Nhưng mà đặc biệt cái quyển, cái pháp môn thứ nhất á, là cái mốt môn Tiểu Thừa, thì khi Đức Phật bắt đầu dạy cái này thì ổng có xuất ra một cái gọi là cái thủ ấn chuyển pháp luân, có nghĩa để cho cái pháp môn này nó quay, nó đi được, nghe không? Sau đó hai ông Phật Ca Diếp phải trợ giúp cái thiền, cái pháp môn Tiểu Thừa này mới đi được. Rồi sau đó lúc này, lúc thời gian này là ông A Dật Đa là Bồ Tát trợ giúp hai cái này. Nó muốn mà bắt đầu cái pháp đạo Phật thì đạo Phật mà ra đời thì bắt đầu ổng phải sử dụng cái bài chuyển pháp luân trước để cho nó quay trong cái tam giới này. Mà trong cái đó, trong Kinh Kim Cang nó đề cập rất nhiều nhưng không ai giải cái này. Thấy không? Thì trả lại câu hỏi, thì không phải thọ trì đục tụng, độc tụng phước công đức khi nào quyền ký ra, còn nếu không nói là phước đức thôi. Nên nhớ là bởi vì mấy ông thầy ổng lầm lẫn là cái phước đức và công đức.
thành ra nó sai. Kinh Kim Cang người ta dịch sai nhiều chỗ lắm, trong Kinh Cang dịch sai khoảng 30%, không dịch đúng bản gốc. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ hai, thưa thầy, khi ta khởi niệm một việc gì đó thì những cõi nào đọc được suy nghĩ của mình ạ? Khi ta khởi niệm một điều gì đó thì những cõi nào đọc được cái suy nghĩ của mình? À, cái cõi mà đọc được suy nghĩ mình là cái cõi của hồn, nó đọc được thôi. Ông thần ông đọc được mà ông không nói. Ông thần hoàn toàn ông hiểu hết nhưng mà hoàn toàn vị thần không nói gì hết, mà cô hồn nó sẽ nói. Mà người ta gọi là cõi âm đó, mình thấy cõi âm. Vì thế mà cõi âm nó có cái lực là nó nhập bất cứ ai thì người đó rất hiển linh. Thì vì thế mà Thiền Tông mới giải mã được cái hiển linh này nè. Thấy không? Nó cái cõi mà mình thấy được là di dứt chỉ có cô hồn thôi. Mà Đức Phật, tại làm sao Đức Phật gọi cô hồn là thánh? Là vì nó được biến hóa mà thành ra rất tài tình. Vì thế mà Đức Phật gọi cô hồn là thánh, chứ không phải mình gọi đâu nha. Chữ thánh này là do Đức Phật đặt cho nó, đặt cho cái loại cô hồn. Vì thế mà ổng dạy nơi trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Vì thế mà ngạ quỷ nó không phải là nó phá mình đâu, mà nó trợ giúp cho cái ông thần. Vì thế mà ông Phật gọi là ngạ quỷ là thánh. Vì thế mà có nhiều đạo người ta nói là thánh thần. Đó, mình phải hiểu cái câu này. Chính thánh phải đi trước ông thần luôn. Ông thần là nghiêm chỉnh thực thi nhân quả và tiếp nhận nhân quả thôi, chứ còn hoàn toàn không ấy. Vì thế mà cái tại sao mà cái ông Phật thì nói cô hồn nó đẳng cấp thứ ba, mà về sau có nhiều người đưa nó là đẳng cấp thứ hai, nó trước ông thần, là lý do này. Là vì nó giúp được rất nhiều. Nó phá thì có, nhưng mà nó giúp rất nhiều, giúp nhiều hơn cái phá, thì cái công nó lớn hơn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ ba, xin thầy giải thích cho chúng con biết ý nghĩa của tứ trí. Một là đại viên cảnh trí, hai là bình đẳng tánh trí, ba là diệu quan sát trí, bốn là thành sở tác trí, và vận dụng ý nghĩa cốt lõi của tứ trí trong Thiền Tông như thế nào ạ? Cái này của vật lý, chứ không phải của Thiền Tông. Thiền Tông không có xài cái này. Là vì người ta xài cái dụng công tu á. Thấy không? Thì con lặp lại bốn cái trí đó. Tôi nói, tôi giải thích từ trí cho nghe. Một là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí, đây là cái viên là cái gì? Là cái viên giác á. Mình nó diễn tả là cái tánh Phật, nó là một cái đại viên. Cái viên, đại là lớn, cái viên là tròn. Thấy không? Đó, rồi còn cái câu thứ hai. Cái hai là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí. Thì cái này thì trong kinh Kim, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đây, chẳng đến chẳng đi chẳng qua chẳng lợi chẳng lớn chẳng nhỏ, gọi là bình đẳng tánh trí. Rồi ông hỏi tiếp. Diệu quan sát trí. Diệu quan là cái này nó là nó diệu dụng, một cái tánh Phật rất diệu dụng. Vì thế mà tới đời khoa học mới nói được cái diệu dụng của cái tánh Phật. Ngày xưa nói diệu dụng không ai biết. Bây giờ diệu dụng tánh Phật, bây giờ mình tánh Phật nói ở đây, bên Bắc bán cầu nghe được, bên Nam bán cầu nghe được, bên Đông bên Tây nghe được. Cái diệu dụng của nó là vậy, gọi là diệu dụng tác trí chỗ đó. Rồi còn thành sở tác trí. Ừ. Tất cả những cái gì mà tánh Phật làm đều thành công hết. Bởi vì thành ra khi Đức Phật ra đời, chân bước đi bảy bước, chỉ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa là cái tánh Phật này nè, nó mượn thân người, nó muốn đi đâu cũng được hết. Làm trời cũng được, làm người cũng được. Xuống địa ngục cũng xuống được, về Phật giới cũng về Phật giới được. Đó là cái diệu dụng của nó đó. Ha.
Vì trong đạo Phật không phải đơn giản như người ta hiểu đâu. Trong đạo Phật nói cái gì ra cái đấy, nhưng mà tất cả những ngôn từ này giải thích được duy nhất chỉ có thiền tông mới giải thôi. Còn ngoài ra tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn không hiểu cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ tư. Chúa Giêsu đến phút chót còn bản ngã: Cha ơi cứu con. Nhưng đạo Thiên Chúa do Ngài sáng lập rất phát triển và có một giáo lý hoàn thiện ở đời. Xin Thầy giải thích sự kiện này ạ. Lặp lại. Đến phút chót á, Chúa Giêsu á có phát lên một tiếng là kêu Cha ơi cứu con. Vậy đạo Thiên Chúa do Ngài sáng lập ra thì rất phát triển và một cái giáo lý thì được hoàn thiện ở đời. Cái này giải thích không được. Cái này muốn nói tôi sẽ nói riêng, không được. Cái này là cả một vấn đề đảo lộn của người ta. Nó sai, hoàn toàn người ta không hiểu tại sao mà ổng giờ chót ổng nói cái này. Cái này để khi nào không có nói rộng rãi được. À, mai mốt tôi sẽ nói cho nghe. Cái câu này tất cả những vị mà học cao nhất trong đạo đó, tôi không nói đạo nào, người ta mới hiểu được thôi. À, câu này không nên nói ở đại chúng được. Hỏi câu khác đi. Mai mốt thì tôi đi lại đây gặp tôi nói riêng cho, nói nhỏ nhỏ đi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Câu thứ năm. Thưa Thầy, ở một số lớn các chùa Phật lý, các thầy thường hay nói và dạy cho các Phật tử là thiền tịnh song tu. Theo cách nhìn của Thiền Tông thì cách tu này không nằm trong năm pháp môn vật lý mà Đức Phật dạy. Xin Thầy giảng giải việc này để chúng con rõ và có ích cho chúng sinh ạ. Cái thiền tịnh song tu này trong đạo Phật không có, mà do cái đạo con người nói ra. Biết đạo người là ai không? Cái đạo tưởng của mấy ông thầy ông nói ra. Thiền có nghĩa là nó yên lặng. Tịnh, thiền tịnh, hai cái này ngồi yên lặng. Mà nói cái này nó sai, gọi là phước huệ song tu, chứ không phải thiền tịnh song tu. Thiền là yên lặng, tịnh nó cũng yên lặng, sao gọi là song tu được. Mà phải nói là phước huệ song tu. Anh làm phước là anh được phước lên trời, huệ là anh thấy những cái cõi vô hình đó. Nên nhớ rằng tu một thôi, anh muốn tu thành thấy cõi vô hình là tu cõi vô hình, còn muốn tu giảng sanh thì tu giảng sanh, chứ không thể tu hai được. Vì thế cái này là gọi là trong đạo Phật gọi là ta tu tưởng, tưởng tượng ra để tu, chứ không có trong đạo Phật cái này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ 6. Thưa Thầy, trường hợp người có công đức nhiều, khi chết thần thừa hành để cho mình tự do trở về trung tâm vận hành luân hồi. Khi hoa tiêu của Đức Phật xuất hiện, để đảm bảo chắc chắn, mình vẫn phải thử 3 lần, có được không ạ? Lặp lại. Tức là cái trường hợp người có công đức nhiều, khi chết thần thừa hành cho mình tự do trở về trung tâm vận hành luân hồi, khi hoa tiêu xuất hiện thì mình vẫn phải thử 3 lần thì có được hay không? Câu hỏi này chưa nắm vững đường về Phật giới. Trong đường về Phật giới nó có 3 cái trường hợp. Thứ nhất, công đức nhiều thần cho đi tự do, không nói gì hết trời. Công đức trung bình thì mới thử, và công đức ít mới thử thôi. Công đức vô lượng thì cho tự do, hoa tiêu xuất hiện liền. Bởi con phải nghe lại cái bài dặn dò giờ nó đưa trên mạng đó, thì câu hỏi này không có đúng. Công đức thực nhiều tự do đi về, mà tự do đi về người nào được truyền thiền và được cung cấp cái bài đường về Phật giới thì mới biết được. Còn không cung cấp cái này đi ra ngoài nó loạn trọn liền, không biết như thế nào, nó không có vững. Vì thế mà bắt buộc phải truyền thiền để
người ta cầm cung cấp cho cái quyển Đường về Phật giới. Câu hỏi này nó không đúng. Rồi câu hỏi câu khác đi. Câu thứ 7. Thưa Thầy, ngoài việc xem những sách Thiền Tông, hàng ngày Phật tử Thiền Tông có thể tham khảo, tìm hiểu thêm những bài giảng pháp của các thiện tri thức khác trong và ngoài nước để làm sáng rõ hơn sự ngộ biết của mình. Như vậy có nên không ạ? Cái đạo Phật Thiền Tông này nó cho tự do. Nhưng mà có một điều á, khi mà tham khảo với người trí thức á, thì coi người ta có đồng tình không. Có nhiều cái trí thức á, trí thức về vật chất á, thì nó không có đồng tình thế này. Nó không chịu nghiên cứu kỹ và cứ kiến chấp cho kiến chấp, mình giỏi thì đừng có nên tham khảo với mấy người này. Tham khảo với những người mà không kiến chấp và tranh luận bằng một cách thực tế và khoa học thì nên. Còn tìm hiểu đến những người mà có kiến chấp thôi, đừng. Không phải cái Thiền Tông nó sợ, mà cái người kia người ta tranh luận nó bị cái hậu quả là ngàn đời sau không gặp được cái Thiền Tông trở lại. Nó văng ra xa như vậy đó. Cái này là mình cũng thương người ta chứ không phải là mình ghét người ta. Nhưng mà muốn tranh luận về Thiền Tông này phải bằng cái tánh khoa học, chứ đừng có tin mù. Nhiều người tại sao có bằng tiến sĩ mà ta chửi cái này. Bằng tiến sĩ là anh phải là cái gì, anh phải công nhận bằng thực tế và khoa học. Mà tại sao bằng anh không có lợi tranh luận này. Tôi nói thật, hiện giờ người Việt Nam mình mà tiến sĩ về Phật học gần 70 người, không phải nhỏ đâu. Mà tại sao cái Thiền Tông này ra đời nó nói ngược hết trọi lại? Tại sao mấy ông tiến sĩ này không đến đây tìm hiểu tranh luận như cái này? Tranh luận chùa Tân Diệu sẵn sàng tranh luận, không đi chỗ khác nhưng mà tới đây ta làm. Mà Việt Nam mình hiện giờ trên gần 64 cái tiến sĩ chính thức mà không ai tranh luận cái này. Vì thế mà muốn tranh luận với những người trí thức thì bỏ cái người mà kiến chấp thì đừng có tranh luận. Người nào mà thực tế khoa học và cầu tiến thì nên mời. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 8. Thưa Thầy, trong Kinh Pháp Bảo Đàn có câu: ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định, ngoài thiền trong định là thiền định. Đây có phải là cách tập cho tâm vật lý an lành tự tại không ạ? Này, thiền định của Lục Tổ Huệ Năng nói là người ta dạy của vật lý. Ông Huệ Năng đâu có quyền giải thích cái Thiền Tông này. Vì thế mà Ngũ Tổ trước khi truyền cho thì Ngũ Tổ Hoằng Dẫn có nói nè: cái nhiệm vụ mà công bố quyền ký không phải là ông chỉ là giảng trong Bát Nhã thôi. Vì cái thiền, cái này, trong thiền định này của Lục Tổ Huệ Năng dạy là thiền của Đại Thừa chứ không phải là của Thiền Tông. Vì thế mà Thiền Tông không biết, bởi vì thế mà ông giảng sau này, sau cùng ông nói một cái câu: khi nào Thiền Tông ra đời, phá tất cả các tông tà. Đó, cái câu của ông đó, ông nhắn là cho biết rằng khi nào Thiền Tông ra đời, nó phá tông tà hết. Vì thế mà ông nói một cái câu sau cùng: ngoài ta tìm Phật ắt theo tà, theo tà đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Đó là cái câu của Lục Tổ Huệ Năng nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 9. Đức Phật phú chúc cho Ngài Maha Ca Diếp 4 câu kệ: pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ sâu câu dạy này ạ. Câu kệ này khi mà ông truyền thiền
truyền thiền cho ngài Maha Kajip, thì ông nói cái pháp này không phải là pháp. Là sao? Nếu mà nói xác định cái này là pháp là nó bị dính vào cái vật lý, không được, nghe không? Thành ra cái câu này là lúc Phật, nhưng mà cái câu này á, ông về sau cái hệ thống thiền tông không ai dịch, mà tới cái đời Vô Ngôn Thông mới dịch được cái kinh này, mà dịch hoàn toàn sai. Vô Ngôn Thông là ông thiền sư giả, không phải là thiền sư thiệt. Có nghĩa là ông hiểu cái này, ông mới đi qua Bắc Ninh, rồi ông dạy cái này, từ Trung Quốc qua Bắc Ninh để dạy cái này. Nhưng mà pháp hà tầng pháp, cái pháp thật nó không phải là cái pháp. Có nghĩa là ông phủ nhận cái tiếng nói không đúng. Tiếng nói không đúng là gì? Là tiếng nói của vật lý, mà tiếng nói của tánh Phật thì nó là vô ngôn. Ai hiểu được này? Bởi vì thành ra Đức Phật mà kiểm thiền, anh phải kiểm được bốn cái căn bản mà của tánh Phật thì mới là ngộ đạo. Mà ngộ đạo là chỉ hiểu thôi nha, chứ không phải sống được nó đâu. Muốn sống được nó chuyện khác. Nó vì thế mà những cái tay mà gọi là thiền sư dịch lại cái này và mà thiền sư giả đem ghép vô cái thiền tông không đúng. Cái này là của Đại Thừa chứ không phải ấy đâu. Vì thế mà bây giờ tất cả những người mà nói về đạo Phật thì hoàn toàn một Tiểu Thừa, hai Đại Thừa, không có ngày qua đây. Mà Đại Tiểu Thừa thường thường là nói trong 37 pháp quán đó. Mà thường thường những người mà nói trong 37 pháp quán có thành tựu, do vị thánh giúp đỡ mới thành tựu được. Thế giới này lập tín ngưỡng, lập đạo là phải nằm trong 37 pháp quán, nó mới ra cái đạo và tín ngưỡng này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi cuối cùng ạ. Thưa thầy, trong gia đình có người mất, gia đình lấy toàn bộ tiền phúng viếng đi tạo công đức, thì người mất và người làm có được công đức không ạ? Cái này tùy theo hồi nãy cái câu hỏi đầu. Nếu mình tạo công đức mà đúng thì cái người kia nó nhận được. Còn tạo công đức mà sai thì không, hoàn toàn không sai được. Có nghĩa là mình phát ra một cái công đức mà nó hoàn hảo thì nó sẽ đến tới cái người quá cố. Còn mình phát cái công đức mà ra không đúng, chắc chắn là không. Nó sẽ đi lệch vào trong cái phước đức hoặc cái ác đức luôn. Hai thứ mà. Giống như một viên đạn bắn ra, một mà trúng mục tiêu, hai nó trật mục tiêu mà trúng người khác. Nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Vì thế mà cái công đức người ta khuyên phải cho kỹ, muốn tạo công đức phải cho thật kỹ và cho vững thì mới tạo được, còn bằng không thì thôi, đừng làm mất công. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện tại thì chúng con đã hết câu hỏi ạ. Con xin kính chào thầy cùng ban quản trị và các quý đạo hữu ạ. Con xin cảm ơn ạ. Có một vị thiền gia tự đặt tên là Điều Ngự và tạo trang mạng Điều Ngự U Đàm để giảng đạo, và có một số Phật tử Phật gia theo vị này, xem vị này là Phật sống, họ cắt tóc, trọc đầu và nói nhiều điều ngược với thầy và nói sẽ thay thầy khi thầy qua đời. Xin thầy giải thích. Cái chữ Điều Ngự này chứ điều là điều phục, ngự là ngự trị. Cái câu cái hai cái chữ này là của ông Trần Nhân Tông. Ông điều phục được cái tâm của ông ngự trị được, ông mới dám bỏ cái ngai vàng, ông lên núi ông ở. Dám không? Ông nào dám này? Dám theo Trần Nhân Tông mới đặt cái chữ là Điều Ngự. Còn không đừng nên đặt, coi chừng. Coi chừng giống như người ta dạy là gọi là ngồi tòa sư tử. Anh điều phục nổi con sư tử không? Trèo lên ngồi. Còn anh không điều phục nổi, anh trèo lên đi, nó hoặc anh chết luôn á. Cái thiền tông này nó ra đời, một là đưa người ta về Phật giới, hai là đưa người ta xuống hầm 10 tỷ á. Nó hai đường, nơi đây ngã rẽ hai đường, em muốn đi đâu đi.
Thiền tông nó ra đời nó giúp người ta trở về Phật giới và đồng thời nó cũng giúp người ta đi xuống địa ngục á. Anh muốn đi đâu? Mình phải hiểu cái này. Còn tất cả những người nào tu thiền tông thì nên nhớ một điều là tu bằng trí tuệ, không tu mù được. Không nghe ai nói gì cũng tu, đừng lên làm cái này. Phải bằng trí tuệ. Trí tuệ kèm theo khoa học, chứ không phải trí tuệ không kèm khoa học thì không được. Bởi vậy cái thiền tông này ra đời rất nhiều người họ đi theo. Nhưng mà họ đi theo một á, là vì danh và lợi. Chết là chết với cái danh và cái lợi. Vì thế mà khi mà cái quyển quyền ký ra thì người nào muốn tu thiền tông nối tiếp dòng thiền tông, cái dạng này cũng là dạng nối tiếp dòng thiền tông, thì anh phải có tâm tài lực. Nên nhớ là cái tâm tài lực nó nặng nề lắm. Ngày 29 tháng 12 tôi sẽ nói về tâm tài lực này, cái điều kiện để tập thể thực thi cái tâm tài lực này. Chứ đừng có đụng đâu mà nói đó, không nên. Thà là mình kêu bằng tự động mình về đi, đừng có rủ người ta đi. Về được thì về, không về được thôi, đừng có ngồi đó mà rủ đi 5-7 người đó, rồi xuống chết chìm như một lượt á, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện nay các thầy tu xây những ngôi chùa hàng trăm tỷ, họ sống như những vua chúa, họ tổ chức nhiều hình thức cúng tụng cầu xin vân vân mà người đời gọi là buôn thần bán thánh, kinh doanh Phật. Vậy các vị thần và thánh có trợ giúp cho họ làm được những điều này không ạ? Này, cứ lập tự ý lại coi. Hiện nay các thầy tu xây những ngôi chùa hàng trăm tỷ. Rồi, xây chùa hàng trăm tỷ. Rồi, biết rồi, giải hỏi tiếp. Họ tổ chức cúng tụng cầu xin. Tổ chức cúng tụng cầu xin, rồi, hơn nhiều đó thôi. Nếu ai mà tu theo đạo Phật Thiền Tông thì biết rằng nơi đây là gì? Ngũ thú tập cư, cúng ai ăn, tụng ai nghe, hiểu không? Nhiều đó biết rồi, nếu ai biết vỗ tay lên, không biết làm thinh. Rồi, hỏi tiếp. Vậy thần và thánh có trợ giúp cho họ làm những điều này không ạ? Dạ, giúp sao? Thần và thánh có trợ giúp cho họ để mà thần thánh hả? Dạ. Thần thì không làm nhưng mà thánh làm. Tâm thánh nó có hai cái dạng. Thánh giúp họ để chi? Cúng lớn thì cúng Phật không có đây thì thánh ăn. Thần không giúp nha mà thánh giúp. Thánh ủng hộ hết mình. Hiểu không? Biết hiểu thì mới hiểu, không hiểu thì thôi. Chứ cái này không giải thích được. Tổ chức vậy thần không ủng hộ mà thánh ủng hộ. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhưng có lần con nghe thầy Thích Phước Tiến nói là cất chùa cao Phật lớn là để phục vụ cho nhu cầu Phật tử về tu học. Do là quần chúng có nhu cầu đến đâu á thì chùa phát triển đến đó. Như vậy có đúng không ạ? Thầy Phước Tiến nói cất chùa Phật tử về tu học phải không? Ý đầu phải không? Tu học. Thì tôi phải giải thích nè, cất chùa ra tu thì đúng, học thì chưa thấy ai học, thấy tu thôi. Tu để dụng công gì? 37 pháp quán, muốn tu quán cỡ nào pháp, có đúng, thầy Phước Tiến nói rất đúng. Còn học, chưa thấy học ai hết, chưa thấy vô chùa mà học cái gì hết trời, mà chỉ cúng và tu, chưa thấy học. Học là gì? Học để mà biết giác ngộ giải thoát mới là học. Còn vô học không lẽ học ABC, chữ thì nhà mình biết rồi, không lẽ vô nhà vô chùa học chữ. Có nghĩa là thầy Thích Phước Tiến nói đúng hai chữ, mà tôi đúng mới có một, tu là đúng, học chưa. Rồi cái câu đó còn ý hỏi đi không? Là do thầy nói là do là quần chúng Phật tử á, có nhu cầu đến đâu á, thì chùa phát triển đến đó. Rồi, quần chúng có nhu cầu rất cao là rất đúng. Về người ta rất cao vô người ta tu. Rất cao về ta cắt cái chùa hiện giờ vô để tu. Quần chúng rất nhu cầu rất đúng. Chùa nào cũng tu hết. Thấy không?
gõ mõ tụng kinh cũng là tu, cúng là tu, còn học hoàn toàn chưa thấy ai học ai dạy. Muốn học thì phải cái chùa nó phải tổ chức, ngày nay học cái gì nói ra, chưa có người nào học hết mà vô, chỉ có tu thôi. Tu để làm gì? Đọc kinh. Thứ hai làm phước điền. Phước điền là mua đất á, mua đất cho nên nó mở rộng rộng ra đó. Điền là ruộng á, cúng để làm mua cái chùa nó 1000 thước và muốn mở rộng 10.000 thước là tu cái đó được, rất đúng. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy nói khi ngồi đợi ở khoảng không sức hút, đợi quay đúng trung tâm vận hành luân hồi mà khởi tưởng là bị hút lại, vậy chúng con phải làm sao để an toàn trong 365 ngày đó? Chúng con chỉ nên lúc nào cũng nhớ về Phật giới, như vậy có phải không ạ? Lập lại là khi mà cái trung ấm thân á ra cái khoảng không để chờ đợi đó, mà khi mình vừa khởi tưởng thì bị cái sức hút âm nó hút cho quay ngược lại, vậy thì mình phải làm sao để được bình an ở trong cái thời gian chờ đợi? Khi mình mất phải không? Khi mất mà mình nên nhớ rằng mất là cái người nào mất, cái ngụ tu thiền tông mất hay là người tu vật lý mất? Người tu vật lý nó sáu nẻo luân hồi nó khác, người tu thiền tông nó ba cái giai đoạn. Mình phải hỏi cho rõ, thiền tông nó ba cái công thức. Một, anh về Phật giới, anh công đức nhiều, không ai cản anh về, mà anh phải biết đường về. Hai, công đức phước đức bằng nhau, phải quả quyết. Còn công đức ít, phước đức dương, ác đức nhiều, thì phải sử dụng thuật buông. Này, trong cái đó thì cái câu này hỏi này nên đọc cho kỹ là cái đường về Phật giới, đọc cho kỹ đường về Phật giới thì mới hiểu được cái này. Rồi cái này thì nếu mà trả lời dài dòng thì thôi, người nào hỏi đó xin ban trực á, cái đường về Phật giới người ta đang phát ta cho đó. Rồi cái câu này á, các vị này hỏi á, là khi có chung ấm thân mình ra cái vùng ghìa của giữa bầu tam giới 1 và bầu tam giới 2 để chờ đợi cái ngày giờ để mình về Phật giới á, thì khi mình khởi niệm thì sức hút âm của trái đất nó hút ngược quay lại. Còn bây giờ mình phải làm sao trong thời gian chờ đợi để được bình an á? Trong giờ thời gian chờ đợi thì phải có ông Phật ngồi kế bên mới chỉ mình ra đó, mà không có ông Phật thì làm sao chớ giới á. Giống như đi ra máy bay á, mà không có cái mình đi du lịch á, mà không có cái ông hướng dẫn làm sao mình ngồi đó mà chớ giới liền á, thấy không? Ra đó thì phải có ông Phật hướng dẫn mình. Thì trong đó người ta đã trả lời rất kỹ rằng phải tới đó để Phật làm mà thôi. Tánh người đã dẹp được rồi, cái tánh người đừng có tới đó, đừng có tưởng nữa, ông Phật làm dẫn đi đâu đi đó, thấy không? Trí thế đã dẹp được rồi là cho này. Khi đi ra ngoài khỏi sức hút thì phải đợi cái trái đất này nè, nó quay qua một cái bầu, nó quay qua một chu kỳ của nó là 365 ngày. Đúng cái ngày, ví dụ mà 365 ngày mà nó mới qua vừa 5 ngày, thì phải đợi 360 ngày. Khi nào nó đến trung tâm vận hành luân hồi mình mới thoát ra được, thì ông Phật mới dẫn mình đi, chứ còn không có, thì mình cũng không biết đường đâu đi. Rồi mình phải hiểu vậy đó. Cái này thì phải cố gắng học lại cho kỹ cái đường về Phật giới, ta đã nói rất rõ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Làm sao để kiểm chứng được một người lâm chung đã trở về Phật giới? Thì bây giờ kim chung gì thì trong cái đó ta nói là 3 ngày đầu á. Nhưng mà nên nhớ rằng dù mình có công đức nhưng mà mình không có đường về thì chắc chắn cũng không về được, nó mù mà. Thì muốn về Phật giới thì người ta đã chỉ kỹ rồi, còn mà muốn biết được thì cái người đó, cái người mất á, thì nói như thế nào? Trong cái bài căn bản là đảnh giải thoát mặt mắt sanh thiên, cái đầu mà nó xuất ra ngay cái đầu là giải thoát đó. Thì mình phải kiểm ra thôi, con người mình phàm phu rồi chỉ kiểm vậy thôi. Còn nếu mà nó nghe cái mặt mắt sinh thiên là lên các có trời đó thì thôi không có giải thoát. Bởi vì người ta làm là làm cái chuyện mà không có hiểu rõ. Thì giờ con người bình thường thì kiểm là
đảnh giải thoát nó đóng á, nó xuất phát ra chỗ nào? Mặt mắt sanh thiên, rồi có nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó mình biết đi đâu rồi. Thì trong đó có cái bài mà kiểm tra khi người đã mất biết đi đâu là kiểm tra bằng cái bài này. Rồi con hỏi tiếp đi. Đức Phật dạy khi truyền thiền tông phải bí mật kín đáo, vậy khi chùa Tân Diệu phát trực tiếp lên mạng, vậy có làm trái với lời Phật dạy không à? Này là mới đây chứ hồi xưa dám không? Công bố quyền ký mới được làm cái này. Công bố mới làm chứ, đã ta công bố rồi chứ ngày xưa không có làm cái này được. 60 năm trước dám nói không? Để cái bản đó mà ai hỏi gì không biết. Hỏi gì tôi nói tầm bậy tầm bạ thôi. Hỏi ta tại sao tu thành Phật tôi nói không biết. Bà Thảo bà để vậy để tôi kiếm tôi hỏi bả coi sao. Vậy thôi. Có nghĩa là mạng mới phát đây sau khi công bố quyền ký ra. Nhà nước cho phép, giáo hội cho phép tôi mới nói. Hồi xưa mà giáo hội không cho phép, nhà nước không cho phép, dám không? Nó lại đốt chùa luôn á. Rồi câu hỏi tiếp đi. Tại sao trình độ ngộ thiền của mỗi người lại có sự khác nhau? Tại sao mà trình độ ngộ thiền của mỗi người lại khác nhau? Bây giờ hỏi con à, tại sao học một trường một lớp thôi 50 đứa, tại sao mỗi đứa hiểu một kiểu? Thì do công đức người ta tạo. Công đức 10 điểm thì nó sáng 10 điểm, 8 điểm thì sáng 8 điểm, nó phải khác là vậy. Chứ đâu có phải mà nói ai cũng giống nhau, nó à tôi ngộ rồi đó. Hỏi ngộ được bao nhiêu công đức? 1. Rồi, mày thấy có anh thước. Tôi kia nó 10, à tôi được 10 thước. Ngộ là nộp, ngộ thiền do cái công đức sáng thì nó mới có chênh lệch người tối người sáng là cái chỗ này. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Tại sao ai cũng đọc huyền ký của Đức Phật nhưng chỉ có những người như viện chủ mới hiểu thâm diệu như vậy, trong khi những người đạt bí mật thiền tông cũng không thể đạt được? Như vậy đường về Phật giới có sự khác biệt hay không? Bây giờ cái nhận thức á, ta nói là cái công đức. Giống như bây giờ cái công đức á, giờ mình thí dụ về cho nó dễ hiểu nè. Giống đức như là cái bóng đèn 1W nó sáng bao nhiêu? 2W, 3W, 10W, 100W cũng công đức á. Nhưng mà cái lực nó sáng hơn, cái lực nhiều nó sáng hơn. Lực nhiều sáng hơn về bển làm ông Phật to, còn là có chút xíu về bển làm Phật nhỏ thôi. Đó thì nó có khác biệt là do cái công đức. Công đức mình nhiều ít là do cái lực này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Có câu qua sông bỏ bè, bỏ bè có phải là bỏ 5 pháp môn có chứng và đắc nơi thế giới vật lý này không ạ? À? Mình có tu 5 pháp môn kia rồi bỏ. Đã qua sông bỏ bè có nghĩa là mình giải thoát rồi. Có nghĩa là bây giờ nói chữ bỏ bè là nói cho dễ hiểu. Vào trung tâm vận hành rồi thì công phước đức ác đức nó dẹp hết rồi, nó trả về mà. Nó trả về cho thế giới âm dương của nó, gọi là bỏ. Hồi đó mình tạo phước về vô đó còn xài được không? Nó trả về không, nó trả về cho thế giới vật lý của nó, gọi là bỏ bè. Cái này là người ta dịch cho nó dễ hiểu thôi. Chứ còn cái này á, mà đa số những người mà nói câu này là người ta tu vật lý người ta mới nói. Chứ còn tu thiền tông không có nói bỏ gì trò trơn á. Thiền tông khi mà ta hiểu rồi, mình ngộ thiền trở về Phật giới rồi thì chỉ thốt được một câu không bỏ bè, kêu bằng nghiệp chướng bổn lay không, vô còn phải nói câu này thôi. À vô đây thấy cái nghiệp nó bay, thằng âm nó bay âm, thằng dương nó bay âm dương, vậy thôi chứ không bỏ bè. Nhớ thiền tông sử dụng câu nghiệp chướng bổn lay không, nó không phải thiệt, vô đây mới thấy là không thiệt đó. Còn cái mà qua sông bỏ bè là của mấy ông tu vật lý nói thôi. Chứ làm sao qua đây, làm sao qua sông? Có nghĩa là ổng tưởng đâu là ổng tu 37 pháp quán, ổng chứng được cái gì là ổng thành thánh rồi đó.
Vì thế mà người ta nói là tất cả những người ở trái đất này tu thành thánh, thánh hết. Mà ở trái đất này phải thành thánh mới được. Mà bây giờ thánh thì người ta, Thiền Tông nó nói rồi, thánh thần cũng ở đây chứ không chạy đâu khỏi. Thành thánh cũng ở trái đất này mà thành thần cũng ở đây. Về Phật giới mới thành Phật thôi. Trái đất này muốn thành, cái ông tu thầy già đó thì thành ông thầy già. Ông tu mà ông thành giảng sư thì thành ông giảng sư, ông kỹ sư cũng vậy. Thành thần, thành thánh là cũng ở đây là thành. Còn về Phật giới là thành Phật. Nó cực, nó cũng quan trọng ở chỗ này. Thành cái gì? Duy nhất thành Phật phải đi ra ngoài cái vật lý này. Thành bất cứ gì cũng phải ở trái đất này và tam giới này. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong sách có ghi, khi mình ham muốn giải thoát càng nhiều thì nghiệp sẽ đổ nhanh chừng nấy. Nghiệp đổ trước khi vào bí mật và đổ sau khi vào bí mật có gì khác biệt ảnh hưởng đến con đường giải thoát không ạ? Mình tu cái này thì nói đúng ra đó, những cái mà ngày xưa mình tạo ra nó dằn ra hết. Giống như hồi đó đó mình ở dơ, bây giờ có xà bông tắm mà cái đồ dơ nó dằn ra hết. Thì cái Thiền Tông nó cũng vậy, anh vô đây thì những cái chuyện gì mà anh lưu lại thế gian này đều dăng ra hết. Vì thế mà anh gan, bởi vì ta bảo tu Thiền Tông phải gan, mất mạng cũng phải tu. Chứng minh là ông Huệ Khả hay sao, chết cũng được, chặt cánh tay giao cho ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tu vậy mới gan, chứ còn nếu mà tu nhát thôi đừng có tu. Vì thế mà tôi nói tu Thiền Tông đừng có nhát. Thấy không? Trường hợp nào cũng kiên trình. Đã tất cả buông thì phải buông hết. Buông cả cái thân mạng chứ không phải tiền bạc không đâu. Và ban đầu nói cả buông thân mạng một cái là người ta sợ liền, không ai dám. Rồi con hỏi tiếp đi. Con có một người bạn đã đạt bí mật Thiền Tông, nhưng bạn ấy có ý nguyện sẽ luân chuyển theo dòng Thiền Tông cho đến khi tất cả đồng bào Việt Nam ai ai cũng biết Thiền Tông thì bạn ấy mới về Phật giới. Vậy bạn ấy nguyện như vậy có bị sai không ạ? À? Nếu mà nguyện đúng mà nha, nguyện là phải cho đúng mà. Còn nguyện không đúng đừng nguyện, coi chừng ông Thánh ông dẫn mình đi đó. Cái câu này thì phải nguyện là làm tổ mới nguyện. Chứ còn người bình thường bây giờ Thiền Tông ra đời làm ơn chạy cho về đi, ngồi đây một nguyện. Bây giờ ai ở trong này có tư cách nối tiếp dòng Thiền Tông? Hoàn toàn không ai có. Bây giờ biết công thức mình lo mà chạy đi. Còn bây giờ người nào nguyện đó thì vô tình rằng bị ông Thánh dẫn đi, nói con nguyện vậy hay quá, ta là Như Lai là dẫn con đi theo ta đi rồi. Thì thành công sẽ chắc chắn là ông Thánh dẫn đi. Từ trái đất này nguyện về Phật giới được, mà nguyện để mà nối tiếp dòng Thiền Tông đừng cách nào mà đừng làm mấy chuyện này. Chắc chắn người nào nguyện nè rồi làm bất cứ cái gì cho Thiền Tông trường tồn, coi chừng bị dính bẫy hết. Nói cho biết vậy nè. Bây giờ đâu có phải Thiền Tông ông Phật đâu phải cần mình đâu. Ông Phật cần mình tu để về, còn ở lại đây là cái chuyện của ổng. Chuyện của ổng, ổng dẫn, ổng nói tiếp ai là chuyện của ổng. Chùa Thiền Tông có nhiệm vụ đến đây nói như thế nào tôi nói vậy thôi, cho tôi không nguyện à. À, bẻo tôi làm gì tôi làm đúng thôi. Rồi sao? Bởi vì tại sao hỏi có tu không? Hoàng không tu luôn. Mà tại sao ngồi này nói? Bà Thảo biểu tôi nói. Sách vở nói tu nói thôi, chứ tu không tu mà cũng không ham nói cái này đâu. Bây giờ nên nhớ rằng bởi vì có nhiệm vụ tôi ở đây, ngày Chủ Nhật hỏi tôi nói, ngày thường hỏi hoàn toàn hợp lại. Mà tôi nói thì cũng có thời gian thôi, 5-3 năm nữa cùng. Bây giờ thì nay 82 thì cao lắm, mà 3 năm là hết ga rồi. Thôi biểu nói tôi cũng không nói nổi nữa. Nên nhớ rằng tu cái này bắt được chạy, còn không được đừng có nguyện. Nguyện nó dính vô mấy cái ông Thánh đó, rồi đi theo ổng á.
tổ mà chỉ có ông tổ được chỉ định ông mới nói được cái này thôi, còn mình bây giờ không hoàn toàn. Mình nói cái này là nói xin lỗi, mình tham vọng muốn làm tổ chứ không phải giải đâu. Nội nhiêu đó là mình đã chết rồi đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Bạn con không tu thiền tông, nhưng con kể cho bạn con nghe về thiền tông và việc in sách dạy giác ngộ và giải thoát để hồi hướng công đức cho cụ Huyền. Bạn con rất thích. Vậy con có nên nhận tiền đóng góp của bạn con không ạ? À? Không. Mình tu mà nói thiệt á, mình tu mình biết thôi. Nói sơ một hai tiếng bạn mà nghe thì tiếp tục còn mấy thôi, đừng có lây lưa nữa. Đừng có đi nói dây nói dừa là coi chừng chết á. Không. Thiền tông lưu không dấu vết. Tại sao cái chùa này phải nói? Nó gì đã công bố ra rồi không nói sao được? Đã Đức Phật bảo công bố ra là phải nói. Nói hết thì Như Lai sẽ dẫn đi cái thiền này sẽ có người khác nắm. Nếu ở đây trụ được thì trụ, không được đi. Phải vậy chứ không phải cái chùa này nó vĩnh viễn đâu. Nên nhớ chùa này, bởi vì tôi đã từng nói chùa này sau này sẽ là di tích thôi, không ai ở đây đâu. Người ta đi thì sẽ có Đức Phật hướng dẫn đi. Cái đó là của ổng. Ổng là đạo diễn cái thiền tông này nè. Do ổng đạo diễn, ổng chỉ định đâu thì đi đó. Chứ mình ở đây là mình nói xin lỗi, mình ngồi đây giống như là một diễn viên của một cái màn kịch của ông Phật thôi, chứ không phải có gì khác hết rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có tổ chức quyên góp tiền của để tạo công đức hay không? Nói tầm bậy, ai cái đời nào làm cái chuyện đó. Làm cái này tôi nói là trong này không có làm cái gì trà trơn á. Còn muốn gắn bảng thì chỉ đi, tôi chỉ cho cái chỗ đó, đưa tiền cho người ta gắn cho. Đừng tuyệt đối, đừng có quyên góp ai. Mình khả năng mình làm được thì làm không được thì thôi. Đừng có khi nào, ví dụ mình muốn giúp người ta, mình có tiền thì giúp, cũng có thì đi góp, góp người ta thì giúp nữa, là không được. Đừng có làm mấy chuyện đó, làm chuyện đó coi chừng. Thiền tông, bởi vì tôi nói cái nhân quả thiền tông quá nặng lắm, đừng có làm mấy chuyện đó, thấy không? Mà ai mà lỡ làm thì làm ơn trả lại đi. Góp tiền làm gì, làm ơn trả lại đi. Đừng có làm cái chuyện đó. Chùa thì mình làm nổi thì làm không nổi thì thôi. Mình tu cho mình, chứ đừng có đi rủ người ta. Thiền tông có rủ mà làm gì? Không rủ thì làm gì có cái chuyện gom tiền. Thấy không? Không rủ thì làm gì có cái chuyện vô gom tiền. Đừng nên làm cái này. Vô thì chịu khó tu thiền tông bằng trí tuệ. Đừng có tu mù, mà đừng có tu tham vọng. Nhớ là đừng tu tham vọng à. Tu thiền tông mà tham vọng coi chừng. Rồi con hỏi tiếp đi. Từ tánh Phật thanh tịnh lưu xuất ra thơ kệ 5 chữ, 6 chữ thì có được hay không? Hay phải bắt buộc phải là thơ kệ lục bát? Muốn mấy chữ cũng được hết á. Nghe nói hiểu đúng rồi, mấy chữ cũng được. Trong văn học Việt Nam có thơ gì xuất ra thơ nấy, 4, 5, 7, thượng lục hạ bát, muốn làm gì làm. Nhưng mà cái mục đích là phải nói cho được cái cốt tủy của cái thiền tông này. Thấy không? Thơ gì cũng được. Tứ cứu ngữ ngôn thất cứu thượng lục hạ bát, muốn làm gì làm. Nói được cái này thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Ba con muốn tu để được giải thoát mà không hiểu được thiền tông. Vậy khi tạo công đức thì con phải hồi hướng như thế nào để cho ba nhận được ạ? Lại làm chuyện mơ hồ. Bây giờ muốn thì phải tự mình. Cái trời đó đi về ở đây thì thế gian này các cái nhà mời ba vô ở được, chứ về Phật giới phải có công đức tự ổng đi. Chị làm sao? Công đức của mình làm sao ổng lấy được? Mà duy nhất cái này bây giờ đó, ổng thí dụ chẳng hạn như ổng có tiền mà ổng đi cúng này cúng kia, nó thôi ba đưa đây con làm cái này cho ba, ổng chịu không? Nó tao chịu, thì công đức cho ổng. Ổng không làm nhưng mà ổng được, thấy không?
để bỏ cái mê tín đi. Rồi từ cái tiền chính ổng, ổng ham muốn, ổng không làm, nhưng mà con cháu làm thì công đức về ổng. Vậy chỉ vậy thôi. Nhớ tuyệt đối đừng có làm tà bậy. Nếu mình làm tầm bậy thì mình coi chừng, bởi cái thế giới vật lý này là nó giống như máy móc vậy. Chỉ lệch một chút xíu nó qua chỗ khác rồi. Thấy không? Còn mình phải tu cái này, tu bằng trí tuệ, hiểu biết sáng suốt. Đừng có tu mù, đừng nghe ai nói gì cũng tin. Đó thì mình phải hiểu cái đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện nay ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam còn tồn tại được bao nhiêu di tích của Thiền Tông? Giờ làm sao tôi biết? Ấn Độ giờ nó dẹp sạch mẹ nó. Ấn Độ giờ không còn chút xíu nào mà giờ mới đi lục lợi thôi. Cái khi mà năm 100 năm, 200, 300, 500 năm sau Phật giáo mất bích tích ở Ấn Độ luôn. Sang bằng không còn cái gì hết, về sau này mới lặp lại thôi. Thế hệ sau mà lặp lại thì một số người Việt Nam qua bển lặp lại, chứ người Ấn Độ hoàn toàn không hiểu cái Thiền Tông, không hiểu cái đạo Phật là cái gì. Vì Ấn Độ là đạo thần, thần Hindu, thì làm sao người ta chấp nhận cái đạo Phật giải thoát được. Vì thế mà Thiền Tông nó phải đi ra, nó đi theo dòng thiền của nó. Còn mà nó đi trước là triệt lý là nó tự phát thôi. Đức Phật dạy năm pháp môn đầu là nó đi là nó tự phát nó đi. Tiểu thừa thì nó đi về miền Nam Ấn Độ. Phải không? Đại thừa hồi xưa nó còn có hai cái thôi. Nó lên miền Bắc Ấn Độ, mật chú cũng vậy. Rồi niệm Phật thì không phải lại niệm Phật là do người Trung Quốc đi qua bển, nhớ tìm được trong cái trường đại học Phật giáo của người Ấn Độ mới móc ra được cái tịnh độ này. Mà tôi nói thiệt, cái tịnh độ này hiện giờ ở Việt Nam á, thờ không đúng, tu không đúng. Ngày 29 đây tháng 12 tôi sẽ nói cái công thức thờ tịnh độ và cách thức thờ cúng mà kêu bằng tu tịnh độ. Muốn tu bất cái gì thì anh phải có cái ấn đó, đó cái ấn của cái tôn, cái pháp môn đó, nó mới phát hiện được, mới phát triển được. Nếu không có cái thủ ấn này thì hoàn toàn tu sai hết. Cố gắng ngày 29 tôi sẽ phát cho một người một quyển, tôi sẽ nói hết cái này rồi. Rồi nói tiếp đi. Điện từ âm dương có nguồn gốc từ điện từ quang. Vậy có khi nào điện từ âm dương trở lại thành điện từ quang hay không? Này thì tu theo Thiền Tông không chưa hiểu căn bản. Cái điện từ quang bây giờ tôi thường nói như giống như cái biển Thái Bình Dương mà. Nó là trời quang mây tạnh, thì nó là trời quang mây tạnh. Có cơn bão nó ở đó nó quay lên. Rồi sao? Nó quay cái này là do thần làm. Còn cái mà cái tam giới này nó quay là do trời tứ thiên dương làm. Nó mới tạo thành cái quy luật, cái nhân quả. Mà đã tạo rồi thì hoàn toàn không thay đổi được. Trời tứ thiên dương mỗi ông cũng có ngàn tuổi chứ không có lớn nữa. Hết ông khác lên thế. Đổi ca thôi, ông kia chết trở về, rồi ông này lên làm. Có nghĩa là cái tam giới không khi nào dừng. Cái tam giới không cái gì không đi dừng. Vì thế mà trong nhiều quyển sách nói, hồi xưa ông Đoàn Trung Còn, ông có viết một cái câu kêu bằng mặt trời vĩnh cửu, nó hoài, nó sống hoài. Ông muốn diễn tả cái này, ông để là mặt trời vĩnh cửu. Ông hiểu nghe, ông hiểu tam giới nhưng mà không diễn tả được cái tam giới. Vì thế mà ông nói là tam giới là mặt trời vĩnh cửu, hoàn toàn. Ý nghĩa thì đúng nhưng mà danh từ sai. Bây giờ ông chưa nắm được cái này. Vì thế mà ngày trước ngày giải phóng, người ta thích những cái bài viết của ông Đoàn Trung Còn lắm. Cư sĩ thôi.
mà mấy cái ông tu cũng phải theo học và lấy mấy quyển sách ổng học. Nhưng mà ổng học thì sau cùng té ra ổng là tiểu thừa, và 17 pháp quán tiểu thừa, không thoát ra được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Người làm thơ kệ. Vị Dương Thị Tiến ở Bắc Ninh hỏi: Hòa thượng Thích Từ Thông có nói các ông cứ hay van xin cầu lại chỉ là người ôm lá úa trên cây, thế gian là trống rỗng. Vậy thế gian trống rỗng là gì ạ? Lặp lại. Hòa thượng Thích Từ Thông có nói các ông cứ hay van xin cầu lại chỉ là người ôm lá úa trên cây, thế gian trống rỗng. Vậy cái thế gian trống rỗng là gì ạ? Tức là Hòa thượng Thích Từ Thông á có nói là có nói là các ông cứ cúng tụng cầu xin lại lục, thấy không, thì cái giống như là ôm cái lá úa trên cây. Mà thế gian á là trống rỗng, vậy thì thế gian trống rỗng là gì ạ? Thế gian gì? Thế gian này là trống rỗng hả? Trống rỗng hả? Ông nói đúng là ông phê bình người ta mà ông cũng chả biết cái này. Thế gian sao trống rỗng được? Thế gian vật lý nó quy theo vật lý sao trống rỗng được? Thấy không? Ông có nghĩa là ông hiểu, ông chỉ trích người ta nhưng mà ông không hiểu cái này. Làm sao thế gian trống rỗng? Thế gian là cả một cái hệ thống quy luật vật lý của nó sao trống rỗng được? Ông không hiểu thôi. Mà cái chuyện của ông Từ Thông là ta hòa thượng lượng, mình đừng có xen vô của ổng. Ổng là hòa thượng, mình đừng có rớ tới. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh Pháp Hoa có nói: Này ông Xá Lợi Phất, thôi thôi ông đừng nói nữa, vì pháp hiếm có, khó hiểu bậc nhất thế giới. Thế mà các Phật đều thành tựu, chỉ có Phật mới hiểu được rốt ráo tướng chân thật của pháp. Còn kẻ tăng thượng mạng họ sẽ không tin, thì họ sẽ sa vào hầm lưỡi lớn. Vậy những lời như trong kinh nói trên là như thế nào? Giờ con lập từ câu đi, nó dài quá. Giờ không biết đường đâu trả lời. Nói từ câu, nói từ khúc đoạn. Trong kinh Pháp Hoa có nói, này ông Xá Lợi Phất. Trong kinh Pháp Hoa có nói, này ông Xá Lợi Phất, phải không? Thôi thôi ông đừng nói nữa, vì pháp hiếm có, khó hiểu bậc nhất. Thế mà các Phật đều thành tựu, chỉ có Phật mới hiểu được rốt ráo tướng chân thật của các pháp. Còn kẻ tăng thượng mạng họ sẽ không tin, thì họ sẽ phải sa vào hầm lửa lớn. Rồi thì bây giờ đó, ông Phật ông thấy ông nói thiệt rồi. Ông nói cái này không có hiểu nổi đâu, mà nói tầm bậy á, thì vô cái hầm lửa lớn ở đó, là mình ở đây nói là cái hầm 10 tỷ á, thấy không? Ông nói là nếu phần những người tăng thượng mạng là cái gì? Là ông tăng không hiểu mà nói mình hiểu, tăng thượng mạng là cái chỗ này nè, mình không hiểu mà nói mình hiểu, thì coi chừng vô cái hầm đó đó, cái hầm lửa lớn á. Ông Đức Phật thì nói đúng là rõ rồi, mà chỉ giải thích là những cái danh từ thôi. Tăng thượng mạng là không chứng là chứng, không đắc là đắc, không hiểu cho mình là hiểu, gọi là tăng thượng mạng. Những người này tăng thượng mạng mà nói không thì không sao, nói mà dụ lấy tiền người ta thì vô hầm lửa lớn sống. Mà ông nói cái hầm lửa lớn sự thật nó chưa tới đâu, xuống địa ngục thôi. Hầm lửa lớn muốn vô hầm lửa lớn phải là chống đối thiền tông, triệt phá thiền tông mới vô hầm lửa lớn. Chứ ông Phật ổng cũng cảnh cáo thôi, ổng đã gọi trường xuống địa ngục đó, mà nó nặng quá thì nó rớt xuống cái hầm lửa lớn thôi đó. Mình phải hiểu vậy thôi, chứ ông Phật cái phần này thì đúng đó, ổng nói rất trắng rồi chứ không có khác. Nhưng mà đây chỉ giải thích là cái danh từ thôi, danh từ tăng thượng mạng và hầm lửa lớn.
có xuống, những tăng này không xuống hầm lửa lớn được, mà chỉ xuống tầng địa ngục thứ 18 là hết mức thôi, không khập được. Sập xuống hầm lửa lớn thì anh phải là chống đối triệt để cái này. Hầm lửa lớn khi nào quyền ký công bố ra mà anh chống đối thì anh đã đi xuống á. Còn quyền ký chưa công bố ra thì biết đường đâu chống đối. Thấy không? Rồi, hỏi tiếp đi. Có lần con nghe buổi giải đáp của thầy có nói sinh ở đâu chết về đó, xin thầy giải thích. Cái câu chết ở đâu về đó hả? Sinh ở đâu chết về đó. Sinh ở đâu chết về đó. Nó tầm bậy, cái câu đó người ta nói thế này. Có một người hỏi á, bây giờ á, tôi ở Nam Diêm Phù Đề này mà tôi lên trên cõi trời vô sắc tôi sống, hết tuổi thọ rồi là đi qua địa cầu khác được không? Tôi nói không có được. Ở đâu thì chết về đó, có nghĩa là mình ở Nam Du Phù Đề mình phải trở lại Nam Diêm Phù Đề. Thì tôi có thí dụ vậy nè. Thí dụ mình ở nước Việt Nam, mình đi đâu, đi chơi bất cứ nơi nào trên thế giới này, hết cuộc chơi không thể qua bên Mỹ sống được, không có đâu chưa. Ha, nghĩa là ở đâu phải về đó. Người Việt Nam đi chơi đâu phải về Việt Nam, người Mỹ đi chơi đâu cũng phải về người Mỹ, người Tây, người Tàu, người Ý, người Đức gì đó. Có nghĩa là anh ở quốc gia nào, anh đi đã rồi anh phải về nhà anh. Chứ không phải về quốc gia ở được đâu, về nhà anh ở quốc gia đó. Nó tôi có nói vậy chứ đâu phải về sanh đâu chết đó, không có phải cái chuyện đó. Rồi hỏi tiếp đi. Trong kinh Phật có đề cập đến núi Tu Di và có câu: mỗi hạt cơm cúng dường chư tăng nặng như núi Tu Di. Và núi Tu Di ở trong hạt cải chứa cả núi Tu Di. Vậy cho con hỏi núi Tu Di thật sự như thế nào ạ? Núi Tu Di á, là trong cái bầu hoàng đạo một, nó có cái thế đất gọi là Tu Di. Thấy không? Thì cái ngày ông Phật ông sử dụng cái đất đó là giống như cái núi Tu Di nó lớn vậy đó. Thấy không? Nhưng mà so sánh cái núi Tu Di với cái càn khôn vũ trụ này, nó giống như cái hạt cải vậy đó. Đó là nói rõ ràng vậy các bạn. Người ta tưởng núi Tu Di lớn mà ông nói trong càn khôn vũ trụ cái núi Tu Di giống như cái hạt cải. Rồi hỏi bắt ông là ai? Nó con di trùng cũng nhỏ nữa, con di trùng còn lớn đó. Đó, ở đây là nói gì? Vì thế mà nói là tất cả kia bằng một cái hạt bụi mà hằng hà sa số Phật ở trong đó. Là sao? Nói sao? Cái hạt bụi hằng hà sa số Phật là giờ ai biết cái này? Có nghĩa là cái núi Tu Di giống như hạt cải thì trái đất của mình thì cũng giống như hạt bụi thôi. Nhưng mà hằng hà sa số Phật ở đó là ở đâu? 7,5 tỷ 7,5 tỷ tính Phật ở trong đó, ở trong cái hạt cải này nè. Thấy không? Mà 7,5 tỷ này là thân người ra. Còn nếu mà trung ấm thân là bao nhiêu? Vì thế mà ông cũng nói là khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào. Có nghĩa là Bồ Tát Phật cũng vô đây hết, cũng một cái hạt cải này thôi, một cái hạt bụi này thôi. Thì mình mới hiểu rằng ông Phật ông ví cái con người của mình nó giống như là cái hạt bụi vậy. Đó, thành ra bây giờ từ cái câu này, từ cái núi Tu Di, tất nhiên là ông nói cái núi Tu Di là mình nói là Thượng Tu Di Châu á. Đó là trong cái sáu đại này nó có cái là Thượng Tu Di Châu, Hạ Diêm Quang Châu, rồi mình là Nam Thiện Bội Châu. Thì tất cả những cái châu này nó dí như cái hạt cải vậy. Mà mỗi một châu thì rất nhiều tiêu Phật ở đó đó. Ở trong cái hạt châu đó là suy nghĩ vậy. Giờ hỏi hạt châu là cái gì? Mình ở đây là ai không có tánh Phật? Mình là tánh Phật mà cái trung ấm thân nó cũng có tánh Phật. Thì nó biết bao nhiêu? Thì ông nói là khắp nơi nơi Bồ Tát hầu vào, vô trong nó cái hạt cải này thôi. Nó là ông nói, ông thí dụ gì cho nó hiểu thì cái sự khủng khiếp của cái càn khôn vũ trụ nó là vậy.
Rồi con hỏi thêm em. Còn câu nữa là mỗi hạt cơm cúng dường chư tăng nặng như núi Tu Di là Đức Phật muốn ví như thế nào ạ? Bây giờ đó, cái này á, ông nói á, những cái ông thầy mà về sau nè, lời mạt pháp mà tu theo đạo của Như Lai, một hạt cơm của Đàn Na thí chủ cúng cho ông nó nặng như cái núi vậy đó. Là sao? Ông sử ăn một hạt cơm của người ta thì ông phải làm cho đúng. Mà ông làm không đúng thì tầng 18 ông đi á. Vì thế mà nó có cái câu chuyện mà ông A Nan đi qua cái cầu, nhìn thấy Phật tử đi trên mấy ông ngày, mặt ông Tăng ở dưới. Ông cảnh cáo cho biết rằng thế giới vật lý này nó vậy á, không phải thấy cái đạo của Như Lai dễ tu rồi nhào vô tu, coi chừng. Đức Phật đã cảnh cáo rồi. Đâu phải tu đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, biết thì dạy người ta, không biết thì làm ơn A Di Đà Phật rõ lóc cóc hoài để đi lên, chứ đừng có chuyện mà vô đi. Thấy không? Mình tu mình muốn giảng sanh thì trái đất này muốn tu giảng sanh thì tu A Di Đà, nhưng phải tu cho đúng. Tu A Di Đà phải thờ bốn hình chứ không phải ba hình như bây giờ, mà phải có thủ ấn, làm thủ ấn kèm theo thì mới tu đúng được. Còn không thủ ấn hoàn toàn tu sai hết. Nó phải hiểu cái đạo Phật nó khó chứ không phải dễ đâu, chứ không phải học ba năm ba kia câu kinh rồi các cái chùa ra tu xưng tu này xưng kia coi chừng. Thì câu này ông Phật đã cảnh cáo trước rồi đó. Một hạt cơm của Đàn Na thí chủ nặng như núi Tu Di vậy đó. Không phải giỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh Duy Ma Cật có câu: tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật đều thanh tịnh. Như vậy chúng sinh và cõi Phật đều ở trong tâm. Tâm và cõi Phật là có phải tâm và cõi Phật là một, có phải hay không ạ? Cái kinh Duy Ma Cật không phải nói vậy, mà do mấy cái ông dịch, ông dịch sai. Ông Duy Ma Cật không phải nói vậy. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ tôi nói sao, các kinh hiện giờ dịch ra từ tiếng Trung Quốc, nó đi theo dòng thiền tông, nó 6-7 thứ tiếng dịch ra chứ không phải ấy đâu. Bởi vì ông Duy Ma Cật với ông Phật là ngang nhau 2,560 năm, nó phải thay đổi bao nhiêu lần chữ. Rồi bây giờ mấy ông tưởng sao ông dịch ra vậy thôi. Chứ cái kinh mà thiền tông này vì thế mà, trong cái thiền tông này tại sao Đức Phật phải để cái quyển giáo lý là kinh vô tự, không cho dịch. Kinh quyền ký không cho dịch, phải đợi khi nào Long Nữ ra tự bà đó mới viết lại. Vì thế mà có cái gọi kinh vô tự. Còn kinh hữu tự 12 quyển kinh Đại Thừa, hai bộ kinh Tiểu Thừa, rồi hai quyển kinh Tịnh Độ, hữu tự vì giới mà dịch sai. Vì thế mà bắt buộc ông Phật phải cái kinh, cái giáo lý đạo Phật Thiền Tông phải viết bằng vô tự, để đến khi đó Long Nữ dịch ra mới đúng. Không cho dịch ngọt, không cho người thứ hai. Là gì? Khi đó đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã nói với Long Nữ rằng khi con gặp nhận được cái này con phải dịch ra cho đúng rồi mới cho công bố ra. Con không công bố được, không công bố được đâu. Đó, vì thế mà nó mới có cái trường hợp là cái quyển giáo lý vô tự, gọi là kinh vô tự. Để chi? Nó không còn ai dịch tầm bậy nữa. Nhờ cái này kinh vô tự mà về sau này 1950 bà mới nắm được cái này, rồi bà mới dịch lại. Dịch rồi mới đánh máy lại, rồi nó lưu tới bây giờ. Thấy không? Mà nó mấy chục năm giờ phải đáng, nếu mà tính hồi 50 tới giờ bao lâu? Phải gặp 70 năm chứ không ít đâu. Đó, thì duy nhất chỉ có cái quyển giáo lý là không sai thôi. Còn tất cả những kinh mà trôi nổi á, các thầy dịch lại thì tưởng tượng dịch, không ngộ đạo. Ông thầy dịch kinh có ông nào ngộ đạo đâu, hoàn toàn không ngộ. Vì thế mà dịch còn sai. Cái chữ bình dân mà dịch còn sai, huống chi chữ chuyên môn, làm sao dịch đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi.
nhà con tối nào cũng mở kinh An Vị Phật. Gần đây cháu 12 tuổi bị cô hồn nhập đòi cúng. Như vậy con làm thế nào để cho cô hồn không còn nhập nữa? Bây giờ thì trước mắt là thôi, vô hồn được nhập thì cái nhà bả đừng có cúng gì hết á. Hơn nữa đó là có nghĩa là trong gia đình đó là âm thì cô hồn nó mới vô được. Hoặc là cái đứa nhỏ này nè, ngày xưa nó đã âm quá, vô thì vô nó bị hạp nó nhập. Mà nếu mà mở kinh An Di Phật mà còn nhập thì cái ông cô hồn này lớn à, chứ không phải do là gọi là kêu bằng trung đẳng à, trung đẳng cô hồn chứ không phải tiểu đẳng đâu. Thì cái này thì cố gắng mở lớn ra, còn không bác nữa thì mở cái quyển kinh sám hối. Nên nhớ là sám hối nó sẽ cái anh cô hồn này ảnh nghe được á, thì ảnh nhớ lại, ảnh bỏ. Chính cái quyển kinh sám hối mà đọc công đức nhiều hơn cái kinh An Di Phật. Vì sao? Cái sám hối này nè, nó kéo tất cả những con người bình thường đi vào thiền tông. Nó độ rất lớn, kinh sám hối. Tất cả những người bình thường nghe 5 lần tôi bảo đảm tu thiền tông liền. Thấy không? Nghe được lần thứ 5 tự nhiên họ cảm ngộ. Còn nghe lần thứ nhất họ chịu nổi thôi khỏi. Kinh sám hối, người nào nghe được đúng 5 lần chắc chắn vô thiền tông luôn. Là mình người nào mở này thì có công đức. Còn cái mà cô hồn nhập thì nó là đẳng cấp thì ôm. Nên nhớ là bỏ cái máy cho nó ôm, bỏ cho ngực á, bỏ cho ngực, đừng cho, phải cho nó chạm với da thì anh cô hồn kia nó mới chịu nổi. Phải chạm đi thì cô hồn nó không chịu nổi, còn để ra ngoài nó chịu nổi à. Ôm sát vô ngực hoàn toàn, cô hồn chạy ra liền. Cô hồn cỡ nào cũng chạy ra hết. Rồi con hãy tiếp đi. Người học pháp môn thiền tông tạo công đức để trở về Phật giới thì loài thần và loài thánh đều biết rất rõ. Tại sao hai loài này họ không giúp đỡ cho người tu thiền tông để có nhiều công đức, để sau này khi họ có trở quay lại làm người thì họ cũng dễ giải thoát hơn, mà họ lại ngăn cản người giải thoát? Mình phải hiểu cái nhiệm vụ thần là cái nhiệm vụ ổng là cho thần chủ thì cho mượn tánh, cho mượn thân người tạo công đức phước đức gì đó. Cái nhiệm vụ người ta làm sao người ta xen vô cái này? Chỉ trừ trường hợp nào mình có tạo được công đức thì ổng thực thi nhân quả rất nghiêm thôi. Còn cô hồn là cái gì? Là cái là phá làm sao? Có khi nào mà con ở ngoài đời mấy đứa cô hồn cắt đảng nó giúp con không? Con suy nghĩ đi. Cô hồn cắt đảng ngoài đường khi nào có giúp người từ thiện ai không? Thì cô hồn nó vậy, đã nó mang thân này nó phải vậy. Nhưng mà có lúc nó giúp con, nó thấy con cái gì đó nhưng mà cần giúp nó giúp. Nhưng mà trước mắt giúp phải cho nó ăn nó mới giúp. Đâu có phải mà muốn cô hồn nó giúp đâu, không có được. Bởi cái nhiệm vụ người ta nó vậy. Cái đẳng cấp người ta ở trong thế gian này, nó cái nhiệm vụ nó là vậy đó, chứ không phải là ngoài gì khác. Thì nó đâu có làm được cái nhiệm vụ đó mà. Còn thần thì thực đi nhân quả, đâu có làm cái chuyện này. Nếu mà làm chuyện này thì té ra là bộ anh ăn hối lộ thôi. Giống như con đi thi á, chấm bài thì đúng rồi thì cho đậu, trật cái gì cho rớt vậy thôi. Nó mình phải hiểu nguyên tắc thế giới này. Cần nhất tu đạo Phật phải hiểu biết ngũ thú tập cư tu mới đúng. Còn không biết ngũ thú tập cư hoàn toàn tu sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời cô Nông Thi Nguyệt lên tham vấn trực tiếp. Thưa Thầy, con là Nông Thị Nguyệt ạ. Hôm nay con đến xin hỏi Thầy một câu. Theo video clip ngày 8 tháng 6, 2018, tại hội nghị giao ban thành phố Hồ Chí Minh, thành phần tham dự gồm có 1. Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 2. Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 3. Đại diện Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát Trung ương. 4.
đại diện ban tôn giáo chính phủ tại phía Nam. 5. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. 6. Đại diện ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre họp bàn về vấn đề giải quyết chùa Thiền Tông Tân Diệu. A. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nói: chúng ta không tranh luận đúng sai, vì mỗi người đều có quyền nhận thức của mình. Anh không cần thiết phải gia nhập cùng chúng tôi. Nếu anh gia nhập thì anh phải tuân thủ quy định và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn nếu không thích thì anh đi ra, nhưng phải chịu sự quản lý của chính quyền nhà nước. B. Hòa thượng Thích Thiện Tánh nói: sự việc này sẽ đi đến giải quyết nhanh. Vậy con xin hỏi bác Nguyễn Nhân, bao giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu được cấp phép hoạt động theo luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành và có hiệu lực, để hàng Phật tử chúng con yên tâm tu theo pháp môn này? Vì pháp môn Thiền Tông này nói thật rõ ràng, từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi, vật hữu hình và vô hình rất khoa học. Nếu người dân Việt Nam nào mà biết được pháp môn đạo Phật Thiền Tông học này, mà nước ta có vị vua anh minh Trần Nhân Tông đã nối dòng và tu tập thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thì người đó hoàn toàn không mê tín dị đoan. Nhà nước và chính phủ không phải dẹp mê tín dị đoan, và đó là di sản văn hóa phi vật thể, không phải của Việt Nam và của thế giới. Vậy con xin hỏi bác, bao giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu chính thức được cấp phép ạ? Cái câu ý câu hỏi sau cùng là cái gì? Con xin hỏi là bao giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu được cấp phép theo hoạt động theo luật tín ngưỡng và tôn giáo ạ? Bây giờ thì nói thì cuộc họp ở 294 năm kỳ khởi nghĩa quận 3 giữa Giáo hội Trung ương, Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để giải quyết cái vấn đề cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này này. Thông ông Hòa thượng Huệ Thông thì ông có nói, ông nói nếu mà chùa Tân Diệu mà không thực thi đúng cái hiến chương giáo hội thì đi ra. Tôi rất đồng ý, vì thế gì đi ra mà do nhà nước quản lý, tôi chính quyền quản lý, vì thế mà tôi không theo hiến chương là sao? Hiến chương đó là bắt các chùa phải gõ mõ tụng kinh. Tôi không có gõ mõ tụng kinh như thế tôi không ở được. Các chùa kêu bằng cúng này cúng kia, tôi không có cúng, tôi không ở. Mà chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ là phổ biến sự thật từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, quy luật nhân quả luân hồi. Tôi đề nghị Giáo hội Phật giáo Liên Nguyện Đức Hòa, Đức Huệ cho tôi thực hiện cái này, không đồng ý. Vì thế mà ngày 1 tháng 7 2018 tôi làm đơn rút ra, tôi tu Thiền Tông. Nếu mấy ông cho thì tôi phải cho tôi giấy tờ đàng hoàng thì tôi mới tu. Tôi đòi hỏi là 8 cái phần tu của Thiền Tông, không đồng ý. Tôi có mời rằng là bây giờ trước khi tôi xin rút ra, tôi mời mấy ông đến xem tôi truyền thiền. Tôi mời đàng hoàng, không ai tới. Rồi tôi mới hỏi, bây giờ kỳ trước á, kỳ sau hỏi nữa, hai lần không ai tới, thôi tôi làm đơn tôi rút ra. Làm đơn rút ra thì nguyên tắc là tôi phải đăng ký với chính quyền địa phương. Nhưng mà chính quyền xã Tân Mỹ có nói về nè, nguyên tắc giữa chùa Thiền Tông Tân Diệu và giáo hội gọi là có đang tranh chấp. Vì thế mà cứ hoạt động chừng nào giải quyết giữa chùa Thiền Tông và giáo hội xong thì chính quyền sẽ cấp.
mà chánh quyền cho biết rằng việc này nếu mà 2 năm đơn không được thỏa mãn thì cái đơn xin rút ra sẽ được hiệu lực. Vì thế mà cái đơn đề 1 tháng 7 2018, 2019 và 2020 thì mới đúng 2 năm. Thì bây giờ á, thì chánh quyền nói á, bây giờ cái chùa này hoạt động theo luật số 2 của Quốc hội là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, đừng có làm mất an ninh quốc gia thôi, đừng có làm tổn hại quốc gia thôi, đừng có làm tổn hại môi trường thôi. Nói về tôn giáo thì cứ thoải mái, nhà nước cho thoải mái, vì trong hiến pháp đã ấn định rồi, tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Vì thế mà mình hoạt động thì gọi là, nói thật ra chánh quyền cho phép miệng chứ không có cho dân bằng giấy tờ. Muốn có giấy tờ phải đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì tôi sẽ nhắc lại, thì xin nhà nước cấp giấy ha. Thành ra như bây giờ tôi đã gửi nè, một cái đơn tôi gửi ngày 1 tháng 7 2017, sau đó tôi gửi ông Thích Phổ Tuệ là pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương, số 73 chùa Quán Sứ Hà Nội, và cái đơn gửi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tôi trình bày cái này. Nhưng mà tới nay thì chưa thấy trả lời. Thì thôi bây giờ á, chánh quyền nó cho mình hoạt động thì rất tốt rồi. Mà hơn nữa cái quan trọng nhất á, là chánh quyền có nói câu này nè: đã cho công bố quyền ký ra thì tiếp tục công bố. Giấy phép gì? Giấy phép đã cho công bố rồi thì giờ căn cứ vào giấy phép rồi nói trong cái quyền ký này thôi nha. Còn giải đáp hàng tuần thì cho giải đáp đó, tôi đâu có nói gì đâu. À, chừng nào mà nói tầm bậy thì tôi không cho. Mà giờ tôi bả về nói là cái chùa thần tiêu dạch rất rõ về mê tín chánh tín, và đồng thời là nói sự lợi ích của môi trường và an ninh quốc gia. Chùa Thiền Tông Dẫn Diệu nói là nói sự thật, đi song song giữa đạo và đời. Đạo thì nói bằng sự thật, đời thì công ơn từ tổ tiên Hùng Vương cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Điển hình là cái chùa này nuôi mấy chục ông cách mạng á, giờ còn đó, tôi đang thu thập cái tên này nè. Vài bữa tôi sẽ làm cái bia đá kỷ niệm mấy cái ông ở chùa này. Tôi đang nhờ á, tôi kêu xong rồi tôi kêu Hiệp nó đi ra xã đó, nhờ cái ông Lùm là chủ tịch xã, ở chủ tịch mặt trận bây giờ còn đang làm, ông làm ơn ông chứng cho tôi, hồi đó ông tu ở đây ông làm ơn chứng cho tôi đó. Để chi? Để tôi lập cái bia đá, tôi ghi ơn những người ngày xưa đã ở đây tu nhờ cái chùa này cu mang, thì giờ tôi là kỷ niệm thôi, chứ sự thật tôi không có lấy tiền nha. Tôi để thu thập hết bây giờ đó, thì cái thầy mà thích gì Thanh Nhã đó, hồi xưa ở đây nó là phó trụ trì cái chùa này, từng rồi tôi mới xuống với Long An nó làm việc đài truyền Long An á, tôi gặp rồi nó mới đưa tôi cái danh sách 20 người phần đó biết á, còn cái bên kia nó hơi nhiều, bị nó nhiều nhánh lắm. Mỗi một nhánh nó vô nó một tốt chứ nó không ai đâu. Và ông Thích An Tiến ở Củ Chi, ông nói cái chùa này là 45 người ở đây, cách mạng ở đây. Tôi mới lấy mấy cái nguồn, rồi trong đó có ông Lùm giờ đang là chủ tịch mặt trận xã Tương Mỹ nè. Tôi đề nghị ông là tổng kết 3-4 nguồn này là bao nhiêu người ở đây. Vì ngày xưa đó, khi tôi về đây thì nói sự thật tôi không dám vào mấy ổng nữa, tôi cũng sợ chứ. Có gì sao, cung cấp tôi về đây tôi xem cái chùa là một, thứ hai đây là gạo thiếu tôi mua về tôi cho thôi, rồi cái gì nhu cầu tiền điện tiền nước tôi nhu cầu tôi bao hết nè đó. Thì tôi về tôi có nghĩa tôi về tôi bổn phận tôi về tôi thăm cái chùa, tôi cung cấp tiền gạo vậy thôi rồi tôi đi. Còn cái số người ở đây tôi không biết, vì nó đông quá mình cũng không đủ dám. Hồi xưa rủ mẹ chế độ cũ nó bắt được cái chắc nó bầm tôi chết luôn á. À, thì bây giờ trả lời cho con á là cái chùa này hiện giờ đó thì
Giáo hội thì nói vậy, đồng ý thì ở trong giáo hội, không ấy thì đi ra. Giờ tôi đi ra có đơn đàng hoàng, mà giờ chưa, giáo hội chưa trả lời. Còn vấn đề mà con hỏi thì thôi, bây giờ để chừng nào ta trả lời, trả không trả thôi chứ nói sao giờ. Quan trọng nhất là chính quyền cho mình hoạt động là tốt rồi nha. Đó, vì chính quyền, bởi vì chính quyền mà khi nào chính quyền có nhu cầu gì đây tôi sẵn sàng, tôi ủng hộ, tôi là một thành viên trong cái địa phương này, cần cái gì tôi ủng hộ anh ấy. Rồi con thắc mắc, con hỏi tiếp đi. Như vậy trả lời được câu hỏi của con, vì con đang suy nghĩ là hiến chương của giáo hội thì cũng do nhà nước ban hành ra để quản lý giáo hội. Và nếu mà phải có ý kiến của giáo hội thì chùa mới hoạt động được. Thì như vậy là hiến chương của giáo hội cao hơn luật pháp. Và như bác nói là nếu luật pháp cho phép thì mình vẫn hoạt động được. Như vậy là hiến chương giáo hội Phật giáo vẫn phải nằm dưới sự quản lý của luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không ạ? Nguyên tắc á, một cái đoàn thể thì nó phải có cái nội quy hoặc là cái điều lệ, thấy không? Còn cao hơn nữa là hiến chương. Hiến chương này á, thì nguyên tắc theo luật quốc gia nó là hiến pháp chứ không phải nhỏ đâu. Nó luật quốc gia, hiến pháp điều hành quốc gia, còn hiến chương mà hiến chương gì? Hiến chương Phật giáo thể về điều hành Phật giáo, còn hiến chương Liên Hiệp Quốc thì phải điều hành Liên Hiệp Quốc. Mình phải hiểu cái này. Vì thế mà cái hiến chương nó có cái lực chứ không phải không đâu. Vì thế mà chính quyền người ta biết bây giờ giữa chùa Tân Diệu và giáo hội dứt khoát thì giáo hội nhà nước sẽ quản lý. Còn bây giờ mình đang cái tranh chấp mà giữa đi ra hoặc đi vô. Vì thế mà người nguyên tắc hồi xưa mình vào, bây giờ mình ra, nhưng mà giờ ta không muốn cho mình ra thì phải đợi chứ sao. Nhưng mà không muốn cỡ nào cũng đúng 2 năm phải có hiệu lực. Cái đó là luật pháp đã quy định rằng 2 năm là phải có hiệu lực. Thì giờ mình ráng đợi 2 năm. Bởi vì cái mà nếu mà cái điều lệ nha nó nhẹ hơn, còn cái hiến chương nó mạnh lắm. Hiến chương có nghĩa là nếu mà thực thi hiến chương thì cái gì trong hệ thống giáo hội là giáo hội được quyền. Giống như là hiến chương Liên Hiệp Quốc, nước nào ở trong Liên Hiệp Quốc mà làm tầm bậy thì Liên Hiệp Quốc cử binh đánh liền, thấy không? Còn bây giờ tại vì nó đúng ra giáo hội Phật giáo Việt Nam hiền, chứ nếu mà đúng ra thực thi hiến chương là dẹp cái chùa này liền, dẹp cái chùa này liền, nó thiệt con chứ không phải. Nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam rất hiền, thành ra cho cái chùa Tân Diệu nó tồn tại. Chứ nếu mà áp dụng đúng hiến chương, 50-70 ngôi chùa lại nó tràn ngập cái chùa Tân Diệu này rồi đó, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà thôi cũng cảm ơn mấy ổng là kêu không dùng, kêu mà không sử dụng quyền lực hiến chương áp dụng cho cái chùa này. Nếu mà sử dụng quyền lực áp dụng cho chùa này thì chùa này phải đóng cửa, nguyên tắc. Nhưng mà nó có kẹt cái chỗ này, mấy ông thực thi được là sao? Cái ngày công bố quyền ký ra, ổng cho phép. Ổng cho phép gì? Ổng kẹt cái vụ cho phép này, thành ra không dẹp được. Chánh quyền cho phép và giáo hội cho phép, vì thế mà không dẹp được cái chùa này. Chứ nếu mà giáo hội không cho phép thì hiến chương giáo hội Phật giáo thực thi ngay, chùa đóng cửa liền, phải không? Giáo hội lấy liền. Nhưng mà tại cho phép thì nó còn cái dây dưa. Mà tôi đã biết, tôi đã đoán trước là 60 năm về trước, khi tôi công bố quyền ký này là cái chùa này sẽ mất. Vì thế mà tôi để trong cái chùa này là của cái chùa bên ngoài đất của tôi. Ông có lấy tôi cũng vẫn vào. Rồi 210 thước vuông cái chùa này tôi vào. Tôi qua đất trống của tôi không cất cái được cái chùa, nhưng mà tôi cất cái nhà thiền tông. Tôi xin phép hoạt động nhà thiền tông, tôi truyền thiền theo cái nhà, thấy không? Tôi cũng tính 60 năm về trước tôi tính, chứ không phải tính bây giờ đâu. Tôi biết trước sao không biết. Bởi vậy bà già hỏi cho con dám không, tôi nói con dư sức làm, nhưng mà mẹ phải cho con lớn tuổi chứ không nhỏ nhỏ chắc đọc con chết. Con đọc mà con nhức đầu, nói thiệt mẹ,
Thôi vậy, nãy giờ con muốn làm gì làm, nhưng mà làm sao mà công bố được cái quyền ký này ra, giáo lý này ra thôi. Sao nó ra cái gì, nó ra kệ đó, công bố ra. Về sau mà khi công bố giáo lý ra rồi, dù cái chùa này có dẹp đi nữa, tôi vẫn truyền thiền được. Tôi truyền thiền trong tông rừng. Là sao? Người nào lợi cái khách sạn nào là đây tôi truyền cho, ăn bữa cơm thì tôi làm tốt tốt nữa. Nó phải cần đi ra đây, vì tôi phải trình Đức Phật rằng, bây giờ nó vậy á, đệ tử ông, anh không cho tôi, ông xài tôi phải truyền bằng cái kiểu này. Ví dụ nhà con tổ chức là cái bàn thờ, con cũng đọc đủ bài kệ thôi, xong rồi truyền, sống qua mỗi nhà mỗi khác, hoặc là 2-3 người tập họp ở đâu đó, cũng vẫn truyền được, thấy không? Mà lúc đó mình không lên mạng được, mình lên mạng không, nó bất hợp pháp. Vì thế đó, ông thầm, nhưng mà giờ cũng may là mấy năm nay, 2 năm mấy nay, nó nhờ nhà nước cho phép, rồi giáo hội không nói gì, thôi mình cứ làm, chừng nào giáo hội ra lệnh đóng cửa thì đóng, không ra lệnh thì cứ Chủ nhật hàng tuần đến đây nói hoài. Rồi con hỏi đi. Bác con nghe ông Bùi Hữu Dược là vụ trưởng vụ tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ tổng kết. Ở Việt Nam mình có hơn 17.000 ngôi chùa, trong đó thì hơn 14.000 ngôi chùa nằm trong quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn hơn 2.000 ngôi chùa gồm từ ngoài Bắc, miền Trung và trong Nam là hoạt động nằm ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là miền Bắc, miền Trung thường là do dân làng tự xây dựng lên, tự quản lý và không có tăng ni trụ trì. Còn miền Nam thường là các gia đình bỏ tiền ra xây. Thì giống như chùa Thiền Tông Tân Diệu đây cũng là gia đình của mẹ bác bỏ ra xây. Thì vẫn công nhận đó là những ngôi chùa và họ vẫn hoạt động trong luật tín ngưỡng và tôn giáo của chính phủ. Ông Bùi Hữu Dược đã trả lời như vậy. Thì mình tách ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì mình có thể được quyền hoạt động theo luật tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ ban hành chưa ạ? Bây giờ nói con biết cái chùa này nó đặc biệt. Nguyên tắc ở thế gian này là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nếu mà con tự do tôn giáo, tự do đạo thì con đi ra ngoài không ai nói gì con. Con cứ gõ mõ tụng kinh này, cắt 1 triệu ngôi chùa không ai nói. Nhưng mà cái chùa này nó phá mấy cái ông kia. Nó trình bày hết trọi, thành ra ta chịu không nổi. Vì thế mà cái chùa Tân Diệu này nó có 2 cái mục đích. Anh muốn công bố cái quyển quyền ký này ra thì anh phải vào trong giáo hội để chi? Núp bóng thì mới công bố được. Giáo hội giao chính quyền cho phép mà về sau mà giáo hội nó không cho là sao? Vì thế mà vô để lợi dụng mấy ổng cho, công bố rồi mới rút ra, cũng như là thuê nhà ở xong làm chuyện xong tôi trả nhà, có vậy thôi. Nó là cái luật của nó. Nếu cái chùa này mà không vô giáo hội không công bố quyền ký được. Hơn nữa, tất cả những cái chùa mà không phải giáo hội là vì người ta theo luật tín ngưỡng là người ta tự do. Con cắt cái chùa mà con gõ mõ tụng kinh con có 1 triệu cái không ai nói nữa. Còn cái chùa Thần Tiên là con nói bằng sự thật không ai chịu nổi. Chứ nếu mà chùa này gõ mõ tụng kinh đâu có ra ngoài giáo hội chi, phải không? Tại vì khi tôi công bố quyền ký ra rồi người ta đến ta hỏi. Bởi vì công bố quyền ký ra 6 tháng sau tôi bắt đầu tôi mới dám nói để cho nó ổn định đi. Nói rồi giáo hội bắt đầu mới biết rồi 1 năm, thầy kêu đúng 1 năm kêu tôi họp lại. Tôi họp thì mấy ổng ra lệnh cấm, gửi văn bản cấm đàng hoàng. Cấm văn bản thì tôi phải rút ra để chi? Để nó tồn tại. Thành ra cái chùa này là chưng của giáo hội là tại vì hồi đó mình xin vô, giờ xin vô bây giờ phải xin ra chừng nào người ta cho mới ra. Bây giờ chưa cho thì nó giữa tranh chấp mà. Giữa vì chính quyền không can thiệp, chính quyền nói vậy nè, cái gì phải rõ ràng. Nếu của giáo hội thì giáo hội phải đồng ý tôi mới cấp phép hoạt động. Còn nếu của tôi riêng thì phải chứng minh rằng giáo hồi đó ông hồi xưa là ở trong giáo hội, tại sao giờ ra chưa có giấy phép. Ra giấy phép giáo hội chính quyền tôi mới cấp được.
Nó còn lượng bựng cái chỗ đó thôi. Nhưng mà mục đích cái chùa này tồn tại hay là không là do cái quyền ký này. Mà nó còn vuốt mắt một chút xíu nữa là cái giáo lý chưa công bố ra được. Dây dưa để tôi nói về cái công bố. Bởi vì từ nãy tôi mới nói nè. Đến ngày 29 tháng 12, 2019, dứt khoát cái quyển giáo lý này phải dứt khoát. Tôi đã nói rồi, phải dứt khoát. Lần này lần sau cùng tôi nói, xuất bản được thì được, không được thì dẹp. Thì ông Phật nói là không được, con cứ trả về không gian đi, về thời gian nó không còn dài. Thế giới này nó đi vào chu kỳ phát triển rồi. Phát triển mà phát triển đủ thứ hết. Súng đạn cũng có, bom cũng có, vật chất ra cũng có. Có nghĩa là cái nền văn minh vật chất mà nó lên cao thì trái đất chắc chắn phải lâm nguy. Chứ tôi không nói hủy diệt, lâm nguy. Ông Phật đã nói rồi. Khi Như Lai nhập Niết Bàn trong vòng 3.000 năm thì cuộc diện sẽ trở lại thành đồ độc. Con người trở thành đồ độc. Ông nói thành đồ độc, ông nói lý do, ông nói vậy là con người sẽ trở thành đồ độc. Rồi cái người mà khôn lanh mới biết đồ đồng là cái gì, cái vậy thôi. Còn giờ con hỏi vậy thì thôi con cũng chờ là để coi như thế nào. Thì nó đúng ra giáo hội cũng không thể kéo dây dưa được đâu. Bây giờ một là tôi xin ra, có cho là không, cho thì chứng cho tôi ra, còn không thì tôi hoạt động. Nhà nước cho phép tôi hoạt động. Còn nếu tôi nói cái chùa này của ông thì ông trưng bày rằng ông mua của ai, ai cắt, ai bỏ tiền ra cắt. Ông bỏ tiền ra cắt tôi giao ông liền. Ông chứng minh được, tòa án phán rằng cái chùa này là của giáo hội Phật giáo Đức Hòa, rồi tôi giao liền. Phải tòa án. Còn cái pháp môn thứ sáu là đạo Phật Thiền Tông, nếu nói là ma đạo, chứng minh rằng ma đạo, tôi dẹp liền. Mà 2 năm mấy rồi chưa có ai chứng minh ma đạo hết. Mà tôi cũng không biết làm sao. Tôi phổ biến này á, mỗi một ngày người ta tu càng đông. Không biết là có tu theo ma đạo không tôi biết, nhưng mà tôi thấy mỗi ngày mỗi đông đó. Nếu ma đạo thì ông phải chứng minh rằng đạo Phật là đạo giải thoát, tôi dạy giải thoát vậy đó. Còn ông nói cái nào giải thoát hay hơn thì hai cái này đấu chất. Thì nếu của tôi nó không đúng thì dẹp. Còn nếu mà ông không trưng thì tôi, nhà nước cho tôi nói hoài thì tôi nói hoài, tôi thi hành liền. Bây giờ cho tự do tín ngưỡng tôn giáo mà, nhà nước đâu có cấm đâu. Mà tôi nói vừa rồi là tất cả những người ngôn luận nó nói về cái chùa Tân Diệu này rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không nói. Nhưng mà mấy ổng cũng nói phân hai thôi. Ổng nói tất cả những cái gì tu trên trái đất này hiện giờ, cái gì là chánh pháp cho ra, còn tà pháp dẹp. Tất cả ngôn luận thế giới đều có nói cái câu này hết. Chánh pháp cho ra, tà pháp dẹp. Đó thì sao thì con cố gắng đợi đi, chừng nào chánh pháp. Cái này chùa Tân Diệu, cái này chùa Tân Diệu không phải là chánh pháp. Chùa Tân Diệu phổ biến ra loại là tinh hoa đạo Phật, không phải chánh pháp. Đây là tinh hoa đạo Phật. Vì sao gọi là tinh hoa đạo Phật? Vì cái thiền tông này nó nói ra, nó phân tích tất cả những vật hữu hình và vô hình, nói hoàn toàn đúng 100%, không sai một cách nào. Mà các nhà khoa học người ta xác nhận rằng cái chùa Tân Diệu nói rất đúng. Vì thế mà hiện nay tôi nhận được là nếu trong tài liệu lưu trữ của chùa Thiền Tông Tân Diệu 80.200 câu kệ, khủng khiếp không? Có chùa nào chứa nổi cái này không? 36 vị tổ Thiền Tông, 2.012 câu. Thiền Sư Ni Đức Thảo 400 câu, Đức Phật Thích Ca 800 câu. Rồi các vị mà trí thức 240 câu nữa. Tính ra đi,
cái số đó. Bởi vì khi mà ông Phật Thích Ca ông có nói nha, khi mà công bố quyền ký ra để cái đất rồng này gọi là đất rừng rừng thơ, đất rừng thơ. Vì thế mà trong cái này hiện giờ nó có 12 người thơ từ 800 câu đến 1200 câu một người thôi. Vì thế mà ông Phật ông nói là cái này, khi công bố quyền ký này là chùa, cái đất rồng nó sẽ là chùa rừng thơ chứ không phải là ghê lắm. Bây giờ tôi mới tổng kết sơ sơ thôi. Bây giờ nè, tôi nói nè, hiện bây giờ Phật gia là 2014 người, mỗi người tôi cho trung bình 40 câu thôi, 70-80, 20-30, trung bình 40, 2.000 người thôi là nhiều, phải 80.000 không? 80.000 câu kệ Phật gia thôi, chứ đừng có nói chi được mấy cái ông thiền gia tham gia, rồi mấy cái người mà có nhiều người vừa rồi tôi cấp mấy cái bằng là mỗi người 700-800 câu, 1.000 câu, cấp cái bằng khen luôn á. Đó, thì thế mà Đức Phật nói là khi mà quyền ký ra đời, đất rồng sẽ là cái đất rừng thơ quả theo cái đạo Phật Thiền Tông này. Đó, chị báo cáo cho con biết vậy đó. Rồi tôi sẽ tất cả là khi mà UNESCO tham dự, tôi sẽ báo cáo hết những cái chuyện gì cái chùa Thiền Tông này gặt hái được. Tôi sẽ có báo cáo tới đó đó. Tôi sẽ tặng cho một người một quyển sách. Thấy không? Là những cái chuyện gì thành tích mà cái chùa này đạt được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa má, con xin hỏi một câu nữa. Mới đây con lên mạng xem YouTube có tựa đề Ngài Thần Tú là đúng chánh pháp, xứng đáng nhận tổ vị hơn Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Huệ Năng không biết chữ nên người tri thức thích của tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Vậy con xin hỏi Ngài tiến sĩ Thích Nhật Từ là một vị cao tăng trong giáo phẩm mà sao nói có rất nhiều những điều mâu thuẫn với nhau. Lúc thì nói Thiền Tông là tà đạo. Câu chuyện niên hoa vi tiếu, Đức Phật cập cành hoa sen lên kiểm thiền của Mahaka Diếp là do Trung Quốc tự sáng tạo ra và không có. Và nay thì lại nói rằng Ngài Thần Tú là pháp sư và là chánh đạo và giỏi hơn Lục Tổ Huệ Năng. Vậy con xin hỏi bác, như vậy có đúng không? Và như vậy Ngài tiến sĩ Thích Nhật Từ có vi phạm tam quy ngũ giới không ạ? Bây giờ người ta vô đạo Phật, Phật tử là phải gì? Ngũ giới, năm giới thôi. Còn ông Thích Nhật Từ, ổng thì nếu mà xếp vô là tỳ kheo thì 250 giới. Nhưng mà trong cái giới này nè, bởi vì cái Phật tử không nói dối ha, trong Phật tử có cái pháp không nói dối, nhưng mà tỳ kheo không có đề cập tới cái chỗ này. Thì ổng muốn nói gì ổng nói. Vì 250 giới một tỳ kheo không có đề cập tới này, thì ổng muốn nói gì nói. Hơn nữa Thích Nhật Từ nói rất đúng là sao? Là vì ở trên thế gian này người nào có cái bằng tiến sĩ là cao nhất. Cái trình độ người ta nói con không hiểu nổi đâu. Thành ra con bắt lỗi người ta chứ sự thật á, ổng tiến sĩ nói con không hiểu nổi đâu. Có nghĩa là ổng nói đông nói tây gì kệ ổng, con không hiểu nổi. Vì thế mà thôi, cái tiến sĩ người ta muốn nói gì người ta nói, mình đừng có nói người ta trật trúng gì hết trời á, phải không? Tiến sĩ mà. Vì làm sao con biết người ta nói trật nói trúng, thôi mình miễn bàn đi. Thôi, bởi vì người ta có học. Còn tất cả những người không có học thôi ngồi nghe thôi, hoặc mình đại học thôi cũng dẹp đi. Đại học với đối tiến sĩ là rất nhỏ, rất nhỏ. Vì thế mà ông tiến sĩ Thích Nhật Từ muốn nói gì cũng nói, thôi đừng có góp ý. Rồi con hỏi tiếp. Thế nào là một tiến sĩ Phật học chân chính, và ai, tổ chức nào có khả năng cấp bằng tiến sĩ Phật học và giảng sư Phật học chân chính ạ? Bây giờ tôi không biết, nhưng mà nguyên tắc đó,
cái bằng mà tiến sĩ á, thì nó có cái hội đồng, mà trong cái hội đồng đó thì phải có ông giáo sư tiến sĩ ở đó làm chủ tịch hội đồng. 5-7 ông ngồi thì cái người nào muốn thi thì phải lập bằng cái bàn, cái bài thăm, cái bài giải trình về cái khía cạnh nào mình biết á. Thí dụ Phật giáo thì phải giải trình về Phật giáo thì đúng người ta mới cấp cho mình. Về khoa học, về cơ khí, về văn chương, cái gì đó mình muốn thi gần tiến sĩ cái khoa nào thì phải trình bày khoa đó. Thì do cái hội đồng này chấm đồng ý lên thì ai ký cái bằng này thì bộ trưởng văn hóa ký cái này, do cái hội đồng này trình lên đó. Mà theo tôi được biết á, hiện giờ ở Việt Nam mình á, tiến sĩ Phật học là chính xác là 64 bằng. 64 bằng chứ không phải nhỏ đâu. Thì thôi bây giờ những cái lời mà của mấy ông tiến sĩ nói ra thôi mình cũng làm thinh đi, chứ giờ mình đâu có khả năng nghe mấy ổng đâu. Ổng nói đạo, lúc thì ổng nói đạo Phật Thiền Tông đúng, lúc nói sao sai thì ổng nói sao ổng nói, kệ ổng, mình không được quyền cãi lại ổng. Là vì mình đâu có bằng tiến sĩ đâu mình cãi. Nếu mà cãi ổng hỏi lại rồi mình không biết thì sao, thấy không? Thì con hỏi vậy cũng rất đúng, nhưng mà thôi. Ngày xưa đó, ở thế gian người ta nói con mà giàu có nói gì cũng nghe cũng đúng đó. Còn mấy ông nghèo đó, nói nó trật lát không đúng. Vì thế mà dân gian có câu dai mang túi bạc kè kè, nói láo níu rối cũng nghe rầm rầm. Nói láo, nói liếu cũng nghe rầm rầm. Đó mình phải căn cứ vào đây. Còn người ta học cao rồi, ta nói gì ta nói, mình không có khả năng mà nhận thức được cái lời ta nói đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết ạ, con cảm ơn bác. Con có theo dõi những buổi giải đáp của soạn giả Nguyễn Nhân. Con có nghe bác trả lời rằng Alexander Ross là người lấy được nền văn minh không gian và sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Vừa rồi con có nghe tiến sĩ Thích Nhật Từ nói Alexander Ross không phải là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ. Vậy là như thế nào ạ? Bây giờ đó, khi mà vua Gia Long á, đánh đi Hoàng Trung đánh không lợi, Hoàng Trung Nguyễn Huệ đánh không lợi, mới đi qua bên Pháp cầu viện quân Pháp. Thì vua Pháp nói rằng bây giờ ta đặt ông hai cái điều kiện. Một, tất cả những người mà trong dòng họ ông đó, chứ không phải nói cái nước nha, trong dòng họ ông theo đạo ta đi, theo đạo Thiên Chúa đi, là ta giúp cho. Thứ hai nữa là phải đưa ông Bá Đa Lập, tức như ông Alexander Ross qua đây thay cái tiếng Nôm thành ra tiếng Latin, mà do ông Alexander Ross này ông sáng tác ra. Thì ông chịu hai cái phần này thì tôi sẽ nhận. Thì ông Gia Long, ông vua Gia Long ông mới đồng ý, ông Nguyễn Ánh mới đồng ý. Vì thế mà khi mà đánh dẹp quân, đánh dẹp Quang Trung Nguyễn Huệ xong rồi thì ông đất nước bình yên, thì ông Alexander Ross mới qua đây mới thảo ra một cái tiếng quốc ngữ mới, bây giờ mới dạy từ đó tới giờ. Thì nó đúng là chưa tới 200 năm đâu. Về 12 đời vua Gia Long thì có 125 năm thôi, rồi giải phóng mình là 45 năm nữa. Rồi trước khi hai cuộc chiến giữa Pháp và giữa Pháp nữa thì nó tổng cộng là cũng nghĩa là tổng cộng nước Việt Nam cái chữ này nó là hồi 1700 mấy đó, thấy không? Giờ nếu nó chưa tới 200 năm đâu. Cái đó là lịch sử viết lại. Mình hiện giờ mình học cái gì là học lịch sử, chứ không phải là học ai trên này có ai khả năng sống 200 năm. Như thế mà lịch sử nói sao nó vậy? Lịch sử viết rằng tiếng Việt Nam mình là tiếng Latin đầu tiên, sau cùng
mà Alexander Ross đã dịch lại, viết ra, thì tôi có nói rằng khi ông Bát Đa Lộc ông viết ra có 17 chữ cái thôi, sau đó ông Bê Trúc Trương Vĩnh Ký viết thêm 7 cái ngôn ngữ nữa, thành ra nâng cấp tiếng Việt Nam mình là 24 chữ cái tới bây giờ. Còn ông Nhật Từ nói không phải ông đó thì tôi không biết ông nói sao, nhưng mà tôi thì chưa học lịch sử nói vậy thôi, mà tất cả người ta đồng ý vậy. Còn ông Nhật Từ nói không phải thì chắc ổng hồi đó ổng viết rồi giờ ổng đầu thai lại ổng nói thì chắc đúng, bởi vì người ta có tiến sĩ mà người ta muốn nói gì nói chặt trúng kiểu của người ta. Còn tôi chỉ là người học lịch sử viết nói lại thôi, chứ tôi không phải mà tưởng tượng ra. Còn ông Nhật Từ thì bằng tiến sĩ thì ta được quyền muốn nói gì ta nói, tưởng tượng kiểu gì của người ta. Rồi còn thắc mắc thì hỏi tiếp. Thưa bác, câu tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu nghĩa là sao ạ? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Cái này nó đảo ngữ ông Tàu. Tánh là gì? Cái tánh người. Giác là biết cái tánh của con người hoặc tánh Phật. Diệu là màu nhiệm, minh là sáng. Minh diệu thì bây giờ hỏi tiếng Trung Quốc nó đảo ngữ, tiếng Mỹ nó cũng đảo ngữ chứ không phải mình đâu. Mình là chỉ nếu tiếng song ngữ là vì cái nước nó từ sản xuất sau cùng cái thế giới này. Nó thành ra cái tiếng nó đúng ra đó. Một cái tiếng Việt Nam mình, một cái câu chuyện mà dịch ra rất nhiều nghĩa mà người Pháp, người Mỹ không dịch được giống như mình. Thì thế là tiếng Việt Nam mình gọi là phong phú nhất thế giới. Vì nó sao? Vì nó là sau cùng của nhân loại được xếp vào. Như tiếng Pháp nó có dấu quyền, dấu sắc, nó không có hỏi ngã nặng, đúng không? Còn mình thì năm dấu sắc quyền hỏi ngã nặng, chưa có thế giới nào, chưa có cái nào mà nó có cái năm cái dấu mà cái tiếng của mình là đánh dần được tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật hoặc là tiếng của Việt Nam xưa đó, không đánh dần mà nhìn mặt chữ học chứ không có đánh dần. Đó, nó hên cho mình là mình không đánh dần, vì thế mà được xếp vào cái ngôn ngữ sau cùng của nhân loại. Rồi con hỏi tiếp đi. Có trường hợp tạo lực dương khiến người âm phải bỏ đi nơi khác được hay không ạ? Là cái gì? Có trường hợp tạo lực dương khiến người âm phải bỏ đi nơi khác, đó là các chất như là xả hương trồn, mực tàu hoặc là vàng ngâm, vân vân. Bây giờ cái vùng nào mà nó âm quá đó thì cái dương tới thì nó sẽ đi. Vì thế mà cái người mà ta chơi thuộc phong thủy á, là cái gì? Thí dụ cái vùng nó âm, nó đưa cái dương tới thì làm ăn nó khá. Có vậy là phong thủy nó lấy căn bản này. Cái dương quá không được thì nó mới đưa cái âm tới để nó quân bình. Quân bình âm dương, bởi vì cái người ta bán cái phong thủy nó rất đúng chứ phải không? Nhưng mà nó sai là cái đặt cái chỗ đó. Có chỗ mình âm mà mua âm vô này là chết luôn, nó nhận mình chết luôn á. Cái đó phong lực âm dương trái đất này gọi là lực âm dương. Nhưng mà phải có biết rằng giống như mình ở đây phải hiểu bằng khoa học, nhiệt độ thì phải có cái, nó có cái biểu đồ đo, chứ bây giờ nó đang lạnh mình đâu có biết nó lạnh bao nhiêu. Đó, thành ra cái nguyên tắc á, cái chỗ cái khu cái chỗ nào mà âm mình đưa dương tới thì làm ăn nó khá. Còn nếu mà nó âm, đưa âm tới là làm ăn nó chết luôn. À, cái này nó rất đúng, nhưng mà cái đó là phải hiểu, hiểu sâu vào trong cái thế giới vô hình. Muốn chơi lực âm dương, phong thủy thì phải hiểu về thế giới vô hình.
thì mới chơi phong thủy được, với lực âm dương được. Rồi con hỏi tiếp. Mỗi vị tổ thiền tông chỉ độ được một người, vậy các tổ có công đức nhiều hay ít? Nguyên tắc á, các tổ nói thật ra là những mấy cái ông cũng sắp thành Phật rồi đó. Người ta có công đức giống như ông Xá Lợi Phất á, chưa chắc ông về đâu. Ông có, ông đi theo thôi, ông để giúp cái dòng thiền tông này thôi. Đó mình cũng không hiểu được. Nguyên tắc muốn tạo công đức thì phải một vị Phật ra đời, công bố quyền ký ra đời thì mới tạo công đức được. Trước đó không khi nào tạo được. Còn những người đi theo này là sứ mạng của ông giúp một vị Phật hoàn thành cái nhiệm vụ là cái pháp môn thiền tông này thôi. Chứ còn pháp môn tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn không cần ai giúp hết. Thánh giúp không à. Từ pháp môn tiểu thừa đến mật chú hoàn toàn thánh giúp, không cần ông Phật, không cần ông tổ. Vì thế mà tất cả các chùa thờ năm pháp môn này hoàn toàn không có tổ, không có cái điện tổ, duy nhất chỉ có cái thiền tông có tổ thôi. Nhưng mà bây giờ có nhiều chùa nó thờ là nó thờ sai, nó không hiểu. Thấy thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma đem tổ Bồ Đề Đạt Ma thờ, chứ không biết ông đó là cái ông gì, làm gì. Là người ta thờ sai, bắt chước. Thấy thờ tổ là mình thờ thôi, chứ không biết là cái gì. Giống như người ta nghe nói ông Phật, cái đem mà thỉnh ông Phật về thờ mà không biết ông dạy cái gì. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Mình hiểu được thiền tông nhưng nói ra không ai hiểu và tiếp nhận thì làm sao mình có công đức được ạ? Bởi vì khi nào công bố quyền ký ra thì mới có tạo công đức. Công đức mới bắt đầu mới nói. Chứ mà quyền ký chưa công bố ra nói công đức ai tin. Nói nó chửi liền, công bố quyền ký ra rồi mà nói mà còn chửi. Chứ hầu mà chưa, bởi vì mình mới kinh nghiệm nhà ngày xưa mà nói về công đức ông Lưu Vỗ Đế, nói ra ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói ra ông chửi liền. Ông không chịu nổi đâu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Hiện nay cũng hết giờ giải đáp rồi, xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay.